Và bây giờ chúng ta đang có mặt tại sân khấu, một trong những sân khấu lớn nhất, to nhất, đẹp nhất của Thiên Đình. Và lại một tràng vỗ tay cho sân khấu của Thiên Đình. Và đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, thưa quý vị và các bạn. Đây, nhân dịp của anh Hoàng, đây một tràng vỗ tay cho anh Hoàng. Dạ, thầy bảo ra, bảo ra. Vỗ tay to cho anh Hoàng ạ. Cứ sắp đến giờ chầu rồi mà cứ đứng ở đây nhí nha nhí nhố là thế nào? Thầy bấm Ngọc Hoàng sao lại nhí nhố? Thần đang chuẩn bị đi ạ. Bây giờ chỉ cần có mặt Ngọc Hoàng là chương trình bắt đầu ngay. Mọi người lại vỗ tay cho mà xem ạ. Đấy. Sao năm nay nhiều táo thế nhỉ? Dạ. Thầy bấm Ngọc Hoàng, đây không phải là táo, đây là khán giả đến cổ vũ cho chương trình táo. Sao lại khán giả? Thầy bấm Ngọc Hoàng là thể theo nguyện vọng của đông đảo mọi người là cứ đến cuối năm là phải có cái gì nó mới. Với cả là năm qua dưới hạ giới, nơi nơi nhà nhà, người người ngành ngành dạ, tổ chức những cuộc thi sắc đẹp và thi hoa hậu. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng là không chỉ trong nước mà còn tầm khu vực và quốc tế. Chính vì vậy chúng thần mới tổ chức thi hoa hậu táo, gọi tắt là chương trình hoa táo. Hoa táo? Dạ vâng. Thế thì ta phải làm gì? Chỉ việc làm ban giám khảo thôi. Hả? Vâng. Ban giám khảo ấy à? Dạ vâng ạ. Không được. Ấy Ngọc Hoàng ơi, Ngọc Hoàng cứ nhận đi cho thần nhờ. Dạ, cứ lo lắng vậy thôi chứ ăn nhau là mấy quả tin nhắn. Người ta sẽ trao giải cho những táo nào được bình chọn nhiều nhất qua mạng cơ ạ. Thôi, ta không có nhiều thời gian đâu. Dạ. Vậy thì triển khai đi xem đổi mới thế nào. Cuộc thi hoa táo bắt đầu. Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả đã đến dự cuộc thi chung kết hoa táo Miss Apple ngày hôm nay. Không để mất thêm thời gian quý báu của quý vị nữa, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị những gương mặt đã xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo để đến với đêm chung kết hoa táo Miss Apple đêm hôm nay. Xin mời. Những thí sinh lọt vào vòng thi chung kết của cuộc thi Miss Apple ngày hôm nay. Và ngay từ lần xuất hiện đầu tiên, chúng ta có thể cảm nhận được mỗi người một vẻ. Có những người với những đường cong rất là gợi cảm và quyến rũ, và cũng có những nét gồ ghề thật cá tính. Vâng, xin cảm ơn các táo rất nhiều. Xin mời các táo hãy vào trong sân khấu để chuẩn bị cho phần thi tiếp theo của mình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thật là thiếu sót lớn nếu như chúng ta không giới thiệu thành phần ban giám khảo. Vâng. Một trong những người mà cầm cân nảy mực. Dạ. Và phải rất công tâm để có thể bình chọn ra được một gương mặt xuất sắc nhất để trao vương miện cho cuộc thi hoa táo Miss Apple đêm hôm nay. Vâng. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị ông chủ tịch ban giám khảo Mr. Ngọc Văn Hoàng. Tức ông Rời ạ. Vâng, chúng ta dành cho ông Rời một tràng vỗ tay.
Ôi giời ơi, Ngọc Hoàng. Không. Ôi giời ơi, bảo bầu dít kia cơ mà. Ôi giời ơi, chết rồi. Lại trốn đi đâu làm vài chén rồi đúng không? Mặt mũi phừng 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 lên thế kia kìa. Chén gì, ta ngượng quá, ta đỏ mặt đấy. Ngồi ở dưới kia kìa. Vâng. Vừa cái màn mở đầu thôi, khán giả họ bình phẩm à, cô này đẹp, cô kia xấu, rồi quả này tròn, quả này to, quả này dởm. Ta xấu hổ, đấy mới là phần mở đầu. Chứ rồi đến cái phần căng thẳng như áo tắm ấy, người ta phấn khích quá, người ta giật áo, giật mũ của ta thì sao? Ấy, khởi bẩm Ngọc Hoàng. Không sợ Ngọc à? Hoàng đang đứng trong một có gì, một sân khấu hoành tráng nhất thiên đình. Dạ, nhà hát rất đẹp ạ. Chứ không phải là đứng ở giữa đường cái chỗ người ta bày hoa ra đấy đâu. Như là ở cái... À, cái phố hoa. Phố hoa. Dạ, Ngọc Hoàng đang ở trong nhà hát sang trọng, chứ có phải là ở ngoài cái phố hoa đâu mà sợ người ta giật, người ta giằng rồi là bầm dập cho ê chề ra. Thôi, 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 thôi. Ừ, thế này nhá. Ừ, ta ở đây nhá. Dạ. Cho nó lạnh, cứ ở đây thôi. Sợ kìa. Ừ. Dạ, nhưng mà chỗ của ban giám khảo là... Dạ. Ta ở đây thôi. Dạ. Bây giờ... Thưa quý vị và các bạn, bởi vì cuộc thi được tổ chức trên trời cho nên có rất nhiều những quy định và những cái rất là trên trời. Và mong mọi người hết sức thông cảm. Và bây giờ tiếp tục đi. Này, tiếp tục đi. Chết. Tôi bảo tôi chữa cháy. Dạ thưa quý vị và các bạn, để cho tiện cho việc bình chọn cho quý vị, xin mời quý vị hãy hướng mắt lên màn hình. Xin chào tất cả các bạn. Mình là Táo Nông Dân ngày nay. Mình là một người rất là vui vẻ, bởi vì mình là một người trẻ. Mình ghét nhất là tiêu tiền lẻ, nhưng lại thích ăn bánh tẻ và mặc đồ có kẻ. Này, mình yêu thể thao lắm. Mỗi khi á, mình làm việc ở ruộng xong, bao giờ mình cũng vác gậy ra sân golf. Xin chào, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Mọi người, mình là táo điện lực. Ai cần thì mình cấp, mà ai không cần ấy thì mình cấp. Để đảm bảo an toàn lưới điện, xin mọi người hãy bình chọn cho mình với mã số 06. Mình xứng đáng được thưởng. Ôi! Mình là táo y tế. Mình đến từ bếp ăn tập thể. Sở thích của mình ấy là đi xe máy này, ngủ 5 người một giường. Mình ghét nhất ấy là ngực lép, người bé tí là ghét lắm đấy. Hi. Hello, xin chào các bạn. Mình là táo tiêu dùng, rất thích melamin, hết sự đỏng đảnh của người tiêu dùng. Nhớ bình chọn cho mình nhé. Mã số của mình là mã số 04. Ôi đã ra, xin tự giới thiệu ai đang cần tập một máy rồi à? Xin chào quý vị và các bạn. Mình xin tự giới thiệu, mình là táo thoát nước. Mình rất yêu hòa bình, mình rất yêu màu trắng, mình thích sự ngập ngụa của nước và mình mong muốn mọi người không bao giờ thiếu nước cả. Mình là táo giao thông. Mình thích đào công sự, xây lô cốt trong đêm, thích chơi trò ối tim với người tham gia giao thông. Mình cực ghét táo thoát nước. Chào các bạn, mình là táo kinh tế. Mình thích nhất là bất động sản và chơi cổ phiếu.
yêu vĩ mô và vi mô, nhưng ghét, ghét nhất là suy thoái kinh tế. Ít ba. Hai. Xin chào. Yeah. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là một lần nữa chúng ta đã gặp lại các thí sinh tham dự cuộc thi Hoa Táo ngày hôm nay. Và chắc hẳn quý vị và các bạn đã nhận ra những người quen, người thân, cũng như là nắm rất rõ số báo danh của họ. Vì vậy, mọi người ngay từ bây giờ cũng đã có thể bình chọn cho từng thí sinh mà mình yêu mến. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay chương trình với sự xuất hiện của táo đầu tiên. Táo giao thông với một màn múa cung đình có thể nói là hết sức huyền chuyển, với hai ngọn nến trên tay thể hiện sự ấm cúng và những bước đi dò dẫm. Có thể nói là điệu múa của táo giao thông đang gửi tới quý vị và các bạn là vô cùng khó hiểu, rất là giao thông. Thưa quý vị và các bạn, cho dù quý vị các bạn có thể không hiểu lắm về nghệ thuật múa, nhưng cũng dễ dàng nhận thấy đây chính là điệu múa Champa huyền bí với những bước đi huyền chuyển đấy, chân giơ lên rồi lại đặt xuống, chân tay giơ lên đồng thời chân đặt xuống, rất nhẹ nhàng và huyền chuyển như sự kết hợp giữa con người với thiên nhiên. Vâng, táo giao thông đang rất cố gắng để hoàn thành phần thi của mình. Sự xuất hiện của Mặc Dụng. Hai thằng dở hơi múa mày thì chẳng có để yên cho người ta thi cơ. Này thì ông đang chặt cầm hai cái nến đấy mà đang múa đấy còn gì? Nến nào? Hai cái đèn xi nhan đang dò dẫm tìm đường đi. Nhớ cái trận lụt vừa rồi không? Này, nếu mà không cẩn thận nhá, mà cẩn thận mà tụt một cái xuống hố ga cống ngầm ngay. Lính thủy đánh bộ. Không phải lính thủy đánh bộ, mà là lính thủy quân lục chiến. Ôi trời. Bẩm Ngọc Hoàng, trời mưa thần là giao thông đường thủy, rời nắng thần lại là giao thông đường bộ. Mấy cái anh nghiện bây giờ là thích sưu tập nắp cống lắm. Nó cậy mình mà không cẩn thận sảy mắt ra tụt một cái chui xuống hố là ba ngày sau bơi ngửa sông Tô Lịch ngay. Này giao thông. Dạ. Vừa rồi ta nghe nói dưới hạ giới có trận mưa đột xuất, nước lụt ghê lắm. Ấy vậy mà táo giao thông không giải quyết về vấn đề của mình, mà lại cứ đi lo cho bản thân là thế nào? Bẩm dân bây giờ khổ lắm ạ. Lúc thì mưa lụt, lúc thì chiều cường. Thế nên là họ tự be bờ, đắp đập ở cửa nhà họ. Rồi là họ di chuyển ở trong thành phố, trong đường phố, trong ngõ nhà họ bằng chậu thau với lại thùng xốp. Thần không hiểu là nên xử theo luật giao thông đường bộ hay đường thủy. Rồi ơi, chót đầu tư mấy trăm loại súng bắn tốc độ đấy, mà cuối cùng là có bắn được ai đâu. Sắp tới có lẽ phải chuyển sang bên y tế. Sao lại súng bắn tốc độ chuyển sang y tế? Là vì để chuyển sang làm súng bắn thai nhi ba chiều. Sao lại có thai nhi? À không, làm bắn thai nhi ba chiều tốc độ. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, tình hình này cũng kéo là phải cấp cho anh giao thông cái bằng sáng chế trẻ. Không cần. Hả? Ông không cần phải phí phạm như thế đâu. Tôi nghĩ là thế này này, nếu mà ở dưới thành phố không bắn được ấy, ta chuyển lên miền núi mà bắn đi. Chuyển làm gì? Kìa, lên đấy bắn tốc độ xe trâu, xe bò, xe ngựa. Này, hôm vừa rồi ấy, cái hôm Việt Nam vô địch ấy, thấy nghe bảo anh em ở trên đấy người ta đua xe song trâu, song bò phóng tít ra phết ấy. Thế đi đua thật à? Đua thật đấy. Đua sổ lá. Thật. Giao thông. Dạ. Như vậy là nạn tắc đường vẫn còn trầm trọng. Đã đầu tư bao nhiêu tiền của vào đường xá mà tại sao lại vẫn tắc? Dạ, đã thành lập đường, làm thêm đường vành đai 1, vành đai 2, vành đai 2,5, vành đai 3, rồi đường xuyên Á, đại lộ Đông Tây, Nam Bắc, bụi tung mù mịt vui lắm. Thôi rồi, thầy bẩm Ngọc Hoàng, đường đi cho người dân mà anh ấy bảo bụi tung mù mịt vui lắm thì thần cũng chả hiểu thế nào. Khởi bẩm mà năm qua thì đường xá cũng có nhiều cải tiến, làm nhiều cái mới nhưng có cái nào xong được đâu. Có cái tưởng là xong nhưng đi một đoạn lại lòi ra cái nhà dân, hỏi ra mới biết họ đang bận việc riêng, chưa kịp bàn giao mặt bằng. Không đến nhà dân. Khởi bẩm Ngọc Hoàng, chưa hết đâu ạ.
lại còn có cái con đường cao tốc nào đó không hiểu làm ăn chia chác thế nào mà để cho nước bạn người ta tự ái dừng cấp vốn, bây giờ là cứ ngồi nhìn nhau. Dạ, đường cao tốc tới thì chỉ có để phơi phơi lông sản ạ, hoặc là để cho trẻ con nó đá bóng. Dạ vâng, bẩm Ngọc Hoàng, còn có những con đường đã có cách đây hàng trăm năm thế mà bây giờ bỗng trở thành là chợ tạm, bãi trông xe, siêu thị và trung tâm thương mại ạ. Dạ vâng ạ. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, Táo Giao Thông đang định quy hoạch giao thông theo cái kiểu là thâm canh tăng năng suất đấy ạ. Cảm ơn anh Tào, cảm ơn cô Đầu đã hiểu rõ chuyên môn của tôi. Tất cả là theo nguyện vọng của nhân dân cả thôi. Đấy, mà cuộc chiến đường chợ đã ngã ngũ đâu. Dưới hạ giới bây giờ hay lắm. Làm việc gì cũng theo nguyện vọng của người dân. Phá đường làm nhà theo nguyện vọng của dân. Phá nhà làm đường theo nguyện vọng của dân. Nhưng chẳng hiểu là cái anh giao thông anh ấy lấy nguyện vọng đấy ở đâu ra. Mà cứ làm xong là y như rằng là dân người ta kêu ca phàn nàn. Không phải phàn nàn, mà họ chửi thẳng ấy. Thế nhưng mà đây quen rồi, đây thì cả năm bị chửi, chửi thêm một lần chả sao. Được, Táo Giao Thông, vậy thì ta thay mặt người dân hỏi nhà ngươi có nguyện vọng gì không? Nguyện vọng của tôi năm ngoái làm sớ trình Ngọc Hoàng dài dằng dặc đã đọc đâu. Sao? Nguyện vọng gì? Thì đấy, bây giờ muốn giải quyết dứt điểm là ách tắc giao thông chỉ còn mỗi cách là cấm tiệt, không cho ô tô xe máy đi trong nội thành thủ đô. Cấm an toàn để người dân đi bộ tham gia giao thông bằng hình thức nắm vai nhau, nắm tay nhau mà đi. Đi làm, đến công sở, đến trường đi bộ tất. Ai vội thì đu lên dây điện mà đi. Tôi cứ nghĩ đến cái cảnh mà người dân đu dây điện như tắc răng, như thần cảm giác giống sống giữa thủ đô mà như đang sống ở trong vườn bách thú. Giao thông bây giờ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Sao? Một phần cảnh quan mà thần tưởng tượng. Một sáng ngủ dậy mà bỗng nhiên đường nó đường thông hè thoáng thì tự nhiên khung cảnh nó bỗng trở nên trống vắng, cô liêu. Ngọc Hoàng đã theo cái quan điểm của anh Táo Giao Thông là anh cứ nằm đè lên mọi thứ để sống mà. Đường tắc thì cứ tắc, còn anh ấy thì dạ thông thì cứ tự thông. Dạ đấy, chẳng trách mà anh ấy béo núng béo nính, béo đấy béo. Này béo này là do người ta bị đái đường nhá, không phải là lười lao động. Mà anh Tào nói, anh Tào là nói như thế là mất quan điểm. Nói có sách mách có chứng, thần sẽ chứng minh bằng hình họa ngay bây giờ để Ngọc Hoàng xem. Nào anh em, đây là đường phố lúc bình thường, mọi người lặng lặng thanh bình đi lại trong thành phố. Đẹp đẹp quá. Thấy chưa, người xe đi lại đàng hoàng, nhẹ nhàng, thứ tự. Đấy. Còn bây giờ là giờ cao điểm. Nào anh em, đây, triệu triệu người đổ ra đường, nhà nhà đổ ra đường, người người đổ ra đường, xe cộ chen nhau đi, ô tô lao xuống đường, đường lao lên ô tô, rồi là người lao lên vỉa hè lao xuống người. Ôi trời ơi, tạo thành một bản xô nắc tắc đường mà không một nhà hát quốc gia, một đoàn nghệ thuật nào có thể diễn tả nổi. Biết bao cuộc tình nảy nở giữa cuộc tắc đường dài vô tận, biết bao bản nhạc đã ra đời giữa một chiều mưa tắc đường. Thôi đi, ngươi không làm được, ngươi lại đổ cho là người tham gia giao thông nhiều quá là sao hả? Ngươi phải giải quyết triệt để cái việc ấy đi. Giải quyết triệt để cái việc ấy đi á? Thế bây giờ anh Tào muốn giải quyết triệt để cái việc ấy, muốn dẫm chân lên chuyên môn của thần chứ gì? Đấy, năm tới đề nghị Ngọc Hoàng cho anh này luân chuyển cán bộ, anh ấy xuống anh làm Táo Giao Thông đi. Dạ. Này, thách đấy, nếu mà anh giải tỏa được ách tắc giao thông nhá, thần nhá xin gọi không riêng anh mà cả họ nhà anh bằng cụ xưng con nhá. Ôi, anh nghĩ nguyện đấy, không giải tỏa được đâu. Ủa, anh đừng có ngoa mắt, anh làm thế có là đánh đố tôi à? Đấy không phải chuyên môn của tôi. Không, chuyên môn đấy là của anh cơ mà. Mà nói tóm lại, hôm nay lên đây thi hoa táo. Phần thi tài năng là phần gì? Thi luôn đi. Dạ, thi luôn đi. Rồi. Đúng, quên mất, bức xúc quá quên mất nhiệm vụ chính, lên đây thi hoa táo. Bẩm kính thưa Ngọc Hoàng, kính thưa quý vị đại biểu, đến với cuộc thi hôm nay, thông tôi xin có một tiết mục ảo thuật, gọi là ảo thuật cho oai thôi, thực ra là một công việc hàng ngày làm đến độ nhuần nhuyễn, thành thạo đến độ kỹ xảo ạ. Tốt,
công việc mà rèn luyện tới cái mức kỹ xảo là tốt đấy. Vâng. Thế biểu diễn ngay đi. Dạ, Ngọc Hoàng và quý vị hãy nhìn cảm giác rằng thần đang đứng ở trên đường cao tốc. Và bây giờ, nào xin mời mọi người hãy tham gia giao thông. Hay anh đóng hộ người tham gia giao thông. Mình tham gia đi, diễn kịch cả. Rồi rồi, diễn kịch. Quá. Kịch. Đi từ đằng này đi lại nhé. Nào, coi như ô tô vào ô tô. À, ô tô à? Ô tô. Rồi. Đấy, chạy đầu kia. Sau đó tăng tốc. Ok. Dừng xe. Xin mời hai anh dừng xe. Xicalo. Anh cho kiểm tra giấy tờ xe. Kiểm tra giấy tờ. Này, sao đang diễn kiểm tra hành chính. À. Dạ, báo cáo anh, dạ, giấy tờ của em đây ạ. Giấy tờ thiếu rồi. Không, giấy tờ của em đủ mà anh. Không xem cũng biết là thiếu rồi. Sao không xem mà cũng biết là thiếu là thế nào? Chuyên môn của người ta. Anh ơi, anh xem lại xem. Không của nói em có... nhiều, giấy tờ anh thiếu rồi. Em có bằng này, có đăng kiểm này, có bảo không hiểm. Không biết. Ra chỗ tôi tối kia gặp anh tổ trưởng. Tao. Đóng hộ tổ trưởng. Tôi tổ trưởng. Ra gặp anh. Ra gặp anh tổ trưởng ạ. Sikalo. Sikalo. Anh ơi, anh kiểm tra giấy tờ thiếu rồi. Không, giấy tờ của em đủ mà anh. Không kiểm tra cũng biết là thiếu. Anh sao liệu... Này. Mở hàng. Tiền, tiền định về mừng tuổi cho con ấy. Dạ, anh ơi, giấy tờ của em... Thôi. Bây giờ không nhìn biết giấy tờ đã đủ. Và thưa Ngọc Hoàng, thưa tất cả mọi người, đây là giấy tờ, đây là tiền. Và sau đây màn ảo thuật bắt đầu. À, đầu trộn tiền với giấy tờ với nhau đi. À, trộn kỹ vào, sáo kỹ lên. Rồi. Và bây giờ tất cả đã trộn là một. Sau đây màn biểu diễn ảo thuật bắt đầu. Kiểm tra đi. Ô, mất thật đấy. Ôi, chuyên môn của người ta. Ôi giời, sao nhanh thế nhỉ? Giỏi. Dạ, mừng Ngọc Hoàng. Anh Tào, anh Đầu, thưa tất cả mọi người, màn biểu diễn ảo thuật vừa rồi của thần mang tên Tiền đi, giấy tờ ở lại. Hay quá, hay quá. Mình lại tham gia giao thông nhỉ? Thôi. Xin mời hai lại tiếp tục tham gia giao thông. Sao? Trả lại tiền. Tiền nong cái gì, đang làm việc đây. Tiền lúc ấy mượn làm đạo cụ để diễn ấy. Ôi. Ờ, hay buồn cười nhưng không đùa nữa. Rồi, lấy hộ cái. Sao lại thế? Lấy hộ tí. Thế sao lại phải lấy hộ? Đây chỉ biết nhét tiền vào, không bao giờ mới rút ra. Quá thật. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, dạ, ở dưới hạ giới cái chuyên môn của anh giao thông không những là tài năng như thế mà người ta còn phổ thơ, phổ vè đấy ạ. Thế à? Vâng ạ, dạ, còn vâng có cả bài hát ạ. Hát xem có hay thì cho làm ngành ca. Phải ngành ca. Nhớ là phải mua bản quyền đấy nhá. Em đi lang thang, em đi loanh quanh, em không đi nhanh, vừa đến ngã tư bỗng thấy anh. Anh lao ngay ra đưa xe lên hè, anh rút chìa khóa cho xem giấy tờ. Ê chú em, em thưa anh, em đủ giấy tờ. Thôi đi chú em, làm gì có chuyện thêm ngay một tờ polymer vào. Anh sẽ cho chú đi luôn. Nhanh lên. Dạ vâng ạ, đâu hết rồi. À đây rồi. Money, 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 chỉ cần như thế, không cần xét giấy tờ. Money, 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 chỉ cần như thế, không cần mất thì giờ. Aha, em đã biết ý của anh. Chỉ cần kẹp thêm ít tiền trong đó, không cần xét giấy tờ. Nhớ lần sau gặp anh là phải hiểu ý đấy. Dạ vâng, phải có money để mà không cần mất thì giờ.
Rất hay. Khá hay khen không? Cho Nam Táo bắt đầu. Táo giao thông. Dạ. Ta tưởng ngươi rèn luyện kỹ năng như thế nào, chứ cái trò như vừa rồi là xưa rồi nhá. Vâng ạ, thần tưởng đến với hội thi năm nay thần đã chuẩn bị rất nhiều tiết mục, nhưng mà thần nghĩ là Ngọc Hoàng với mọi người thích tiết mục xưa cũ của năm ngoái năm kia, thế nên thần có biểu diễn lại. Nhưng mà thực ra những chuyện này bây giờ ở dưới hạ giới chỉ còn là những trò nhỏ lẻ của một vài anh thiếu ý thức. Dạ, bây giờ vâng toàn thể anh em giao thông bây giờ tốt lắm. Dạ đúng rồi. Đấy, như Tết này thần có điều 1000 anh em đến đứng các ngã tư để giải tỏa ách tắc giao thông, còng lưng tối mặt suốt từ sáng sớm, từ vươn thở đến tiếng thơ. Cố gắng mà làm cho tốt. Vâng, và bây giờ thần xin biểu diễn tiết mục thứ hai. Nào anh em. Người dân không kịp trở tay thay quần áo. Thế thì biết đường nào mà đi? Thì đi là việc của bạn, còn xây lô cốt đào đường là việc của thần. Dân phải tự tìm đường mà đi chứ, nếu không làm như thế này thì làm sao quy hoạch để giao thông? Này này này, quy hoạch à? Ở chỗ kia kìa, rộng rãi kìa, cổng thiên đình ấy, người ra đấy mà đào. Hả? Đào đi. Ở ngoài kia có chỗ rộng. Đã ai đào chưa? Chưa ai đào mà ra đấy mà đào. Anh em ơi, đã lại đào công sự cho đường tắc tiếp ngày mai, nào lục cái quốc mới mai. Anh em ơi, đến đây đào đi. Ôi, mày tao thân ạ, khởi bằng Ngọc Hoàng ra cái quảng trường trước mặt thiên đình mà còn dám đào đấy ạ. Thiên đình nó cũng đào, không đào làm sao quy hoạch được giao thông? Biết quy hoạch thì phải đào, phải lấp, phải sửa sang. Nhưng mà ngươi phải tính toán cho kỹ càng để đảm bảo được cuộc sống và đi lại của người dân chứ. Dạ, bẩm anh Hoàng, thần đến với hội thi này cũng làm những màn biểu diễn vừa rồi để gây ấn tượng mạnh với khán giả. Thần nếu mà anh Hoàng và ban giám khảo không thích, thần xin biểu diễn tiết mục khác. Thôi đi. Thế có diễn được không? Thôi. Ôi giời, thôi được rồi. Thế nhường sân chơi cho người tiếp theo. Thần xin phép anh Hoàng. Xin chào quý vị khán giả và xin nhớ rằng bình chọn cho thần với mã số 01 Táo giao thông. I love you to you các bạn. Táo nông dân đang quyết định sử dụng nghệ thuật múa đương đại để yểm trợ cho sự xuất hiện. Sao lại cứ cầm gậy rồi vụt vù vù thế? Dạ khởi bẩm, đây là môn thể thao mới với tên gọi là golf. Dạ phát âm chuẩn nó phải là golf. Dạ golf. Dạ đây là bộ môn thể thao mới du nhập xuống hạ giới này. Như vậy là tốt rồi, người nông dân bây giờ kinh tế khá đấy. Tôi và Hoàng, trong năm qua,
nhờ được sự quan tâm và dự báo sát sao của anh Nam Tào. Nên đến Tết, nông dân chúng thần gia đình nào cũng lúa đầy bồ, ngô đầy thùng và gạo đầy cả đống. Tốt, ta giao việc này cho Nam Tào. Dạ. Mà nghe người nông dân vui như thế, chắc là có nhiều tin vui lắm đấy. Dạ vâng ạ. Khởi bẩm Ngọc Hoàng, đấy là chuyên môn của thần, dự báo nó là nét luôn. Nhưng năm nay thần không làm mà thần giao cho đệ tử làm, đó chính là cậu dự. Dự à? Dạ. Ta nghe mới quá nhỉ. À, dạ chết, dạ bẩm Ngọc Hoàng, dạ bẩm Ngọc Hoàng, đấy là lỗi do thần ạ. Dạ dự đây là một chức quan nhỏ vừa được bổ nhiệm, dạ đáng nhẽ thần phải báo cáo với Ngọc Hoàng nhưng thần quên ạ. Dạ để xin phép để thần gọi dự vào ạ. Dự ơi, dự ơi, vào đi dự ơi. Sao nhà ngươi phải đi xe lăn? Dạ, thưa Ngọc Hoàng, truyền thống của dòng họ nhà thần là từ trước đến nay đi đâu là cũng phải có xe đưa, xe đón. Thế nhưng mà hôm nay thần biết tình hình là tắc đường nên thần phải dùng cái võ này cho người ta thông cảm mới đến kịp giờ đấy ạ. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, đây chính là cậu Dự ạ. Dạ, cậu Dự thì lại là cháu của cậu Lượng. Mà Lượng lại chơi rất thân với Quan Văn Trường và Trương Văn Phi. Và cậu Lượng đấy thì lại là thư ký riêng của anh Lưu Văn Bị. Và cậu Lượng đấy thì rất giỏi tài tính toán quân cơ như thần. Chính vì vậy, thần mới cho Dự đây phụ trách cái mảng dự báo xuất nhập khẩu, thời tiết và kiêm luôn cả mảng dự báo bốc thăm trúng thưởng. Như vậy là cháu của Gia Cát Lượng đấy. Dạ vâng ạ, đây là Gia Cát Dự. Tên hiệu là đoán toàn sai ạ. Như thế cũng là thuộc dòng dõi Trâm Anh Thế Phiệt. Dạ. Con ông cháu cha. Dạ Ngọc Hoàng quá lời rồi ạ. Này, dạ. Đoán toàn sai. Năm qua dự báo như thế nào? Dạ, thưa Ngọc Hoàng, được sự tin tưởng của anh Tào. Trong suốt năm qua, thần đã dốc hết khả năng thiên bẩm của mình để dự đoán, dự báo cho người nông dân. Dạ, thưa Ngọc Hoàng, như Ngọc Hoàng biết, nửa đầu năm vừa qua, mặc dù giá gạo thế giới tăng vòn vọt, nhưng thần vẫn đề nghị là dừng xuất khẩu. Tại sao lại dừng? Từ từ để người ta nói đi. Dạ thưa Ngọc Hoàng, như Ngọc Hoàng biết đấy ạ, thần dự báo là thiên tai thì rình rập, mà cứ xuất khẩu hết gạo đi như thế, chẳng may có chuyện gì lấy cái gì ra mà ăn. Đúng. Mà thưa Ngọc Hoàng, chính bởi thế mà thần đề nghị là cất hết gạo vào kho. Ở thời điểm đó ai cũng bảo cẩn thận như thần là đúng. Dạ buôn tô Ngọc Hoàng, có điều là ngay vụ lúa sau thì người nông dân lại được mùa lớn ạ. Thì làm sao? Mùa lớn thì làm sao? Mùa lớn lớn thì sao? Mà cái việc này thì nằm ngoài khả năng dự đoán của anh Dự ạ. Mà thấy tình hình như vậy thì anh ấy cũng không thay đổi đề xuất để cho kịp với tình hình thực tế ạ. Nên mới xảy ra cái chuyện là gạo cũ thì còn đầy ở trong kho, mà gạo mới thì không biết cất ở đâu, bán cho ai ạ. Người nông dân thì cứ phải nhìn thành quả lao động của mình mốc lên từng ngày. Nghĩ mà thật xót xa. Này này này, thế nào ngươi cũng nói được. Khởi bẩm Ngọc Hoàng, dự báo thì dạ, dự báo thì có cái đúng cái sai. Với lại người nông dân sau một năm mà có đầy thóc gạo trong kho là tốt quá rồi còn gì nữa. Có để mà mốc là tốt rồi. Trời ơi này, ăn nói thế à? Dự báo thế à? Hả? Này này, này, nói cho đầu nghe nhé. Dự báo nó chỉ mang tính hên xui thôi. Đúng. Còn nếu biết trước được người ta đã thông báo. Mà này này, thông báo còn sai đầy ra kia kìa. Đúng. Này, đây nhá, đây là Gia Cát Dự nhá. Chứ không phải là mày. Không phải là Gia Cát Đầu nhá. Yeah. Này, dạo này là ăn nói sắc sảo. Gần anh Tào nó phải khác chứ. Yeah. Này, dạ. Dù sao thì ngươi cũng sai với người nông dân đấy. Mau mau mà sửa chữa đi. Dạ thưa Ngọc Hoàng, nhưng mà Ngọc Hoàng nhìn xem,
người nông dân ngon lành thế kia cơ mà. Đúng. Lại còn biết chơi cả cái món gọi là món góp à. Dạ, thằng đây có lĩnh thêm lương bổ sung cũng làm gì có đủ tiền để mua vé vào sân gương. Dạ. Nông dân. Dạ. Thế người lấy tiền đâu ra để đi chơi gôn? Dạ, muốn tôi Ngọc Hoàng, oan cho thần quá. Dạ thưa Ngọc Hoàng, nông dân chúng thần xưa là chỉ biết quốc đất cấy cày. Nay ruộng của chúng thần bị quy hoạch thành dân gôn hết cả rồi, không có ruộng, nên chúng thần đành phải đi vác gậy thuê cho các đại gia đến chơi gôn ngay chính mảnh đất ruộng của mình. Ngày ngày thì trồng cỏ, tỉa cỏ, rồi vớt bóng giữa hồ, cầm ô che nắng, tất cả là cũng chỉ vì mưu sinh, nào có sung sướng gì đâu ạ. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, đúng đấy ạ. Trông oai hùng cầm cái gậy gôn thế kia thôi, thế nhưng mà nếu mà đánh lại theo kỹ thuật của chơi khăng đấy ạ. Chắc là điện thoại của con lão gọi đấy, thần dự đoán thế. Alo, con à? Ui giời ơi, chuẩn quá. Sao? Lặn từ sáng đến giờ mà vẫn không tìm thấy bóng à? Đã tìm ở cái hồ lỗ thứ 12 chưa? Thôi, lên đi, trời lạnh lắm. Nói với các bác đi một câu. Thế nhá. Này nông dân. Dạ. Thoạt đầu ngươi vào đây ta đã lấy làm lạ. Người nông dân trong một năm, một sào ruộng chỉ thu vài trăm nghìn. Nếu phải nuôi con ăn học thì cũng không đủ. Vậy thì lấy đâu ra tiền mà đi chơi gôn? Dạ vâng ạ, môn tôn Ngọc Hoàng, hôm nay thần phải mượn quần áo đồ nghề lên trên này để tham gia dự thi, quyết tâm giành giải nhất để có tiền thưởng về nuôi con ăn học ạ. Thì mong Ngọc Hoàng châm trước cho thần tiếp tục phần thi của mình ạ. Thôi, khóc như thế đủ đô rồi. Thôi, lên đây có cái môn thi nào trình diễn thì trình diễn luôn đi. Cố mà giành lấy cái giải mà về mà mua gạo cho cháu nhá. Dạ vâng ạ. Dạ ngay sau đây xin phép để thần thi phần thi tài năng ạ. Với tinh thần thượng võ, thần xin phép được biểu diễn một màn mãi võ dân gian kết hợp thể thao mạo hiểm có tên gọi bịt mắt phi dao trúng đích. Hay quá, lâu lắm mới được xem xiếc. Lâu lắm mới được xem xiếc. Dạ thời bằng Ngọc Hoàng, dạ đúng là màn rất đặc biệt đấy ạ. Dạ muôn tô Ngọc Hoàng, đây là một môn nghệ thuật đòi hỏi sự tập trung và rèn luyện của người nghệ sĩ ạ. Mỗi mũi dao phóng ra chứa đựng đầy sự rủi ro mà những người xung quanh phải hứng chịu ạ. Này, báo nông dân, trình độ và đẳng cấp đã đủ tên bán vé chưa mà dám lên đây biểu diễn? Anh yên tâm. Dạ thưa Ngọc Hoàng, còn nhớ khi mới luyện tập môn này, vì trình độ chưa cao nên thần đã gây sát thương cho một số người. Số là bao nhiêu? Dạ xã thì em không dám khẳng định bởi vì em chưa tổng kết số lượng. Còn ở làng em ý, thì em dám khẳng định với anh là không còn ai lành lặn. Ôi. Ấy, này. Đấy là quá khứ rồi, bây giờ thì đã khác nhiều. Đúng rồi, có vinh quang nào mà không bị trả giá bằng hy sinh và mất mát. Đúng. Vâng, và sau đây xin phép Ngọc Hoàng cho thần được thể hiện phần tài năng. Rồi, thể hiện. Bắt đầu luôn đi, mọi người xuống luôn. Xin mời anh Đầu quay một vòng ạ. Kiêu sa. Anh Đầu sẽ cùng với tôi giúp cho tôi thể hiện phần thi tài năng của mình. Ok. Và ngay sau đây tôi sẽ bắt đầu bịt mắt. Mọi người có thể kiểm tra. Và lúc này là tôi hoàn toàn không còn nhìn thấy gì. Vâng. Kiểm tra cướp biển Caribe. Anh Đầu phải đánh em hả? Ta bẩm Ngọc Hoàng, đúng là nó không nhìn thấy gì đâu. Mù thật rồi ạ. Vâng, và ngay sau đây tôi sẽ bắt đầu rút dao ra. Và tôi sẽ bắt đầu ghim thẳng con dao này về phía đích. Đích đâu? Anh đấy. Cái gì? Anh là đích đấy. Ôi trời, này mày định chuyển khẩu tao về làng mày à? Hả? Giận người, giận. Mày để mắt mày sáng thế kia mày phi còn chẳng ăn ai. Bây giờ mày bịt mắt mày vào để mày giết người à? Hả? Thế yên tâm, có cái gì đâu. Khổ quá.
Thế anh, em bảo anh này nhá, anh yên tâm, anh cứ đứng ở đây. Em phi ý, là chỉ phi vào quần và áo của anh thôi. Ôi dồi. Hoặc cùng lắm là chỉ vào những cái bộ phận không quan trọng trên cơ thể mà. Cái gì là không quan trọng? Sao em có ý kiến á? Ý kiến gì nào? Theo dự đoán của em ấy, là thằng này nó phi chuẩn. Này 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 này, lại được ông nữa nhá. Tài dự đoán năm vừa qua của ông thế nào tôi biết rồi nhá. Không, nói leo, ui im đấy. Không đứng được. Anh cứ đứng đây cho em phi một phát thôi. Anh Tào nói hộ em một câu. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa cái gì? Đấy, phong thái nó đàng hoàng, đĩnh đạc như thế này, độc đắc dứt khoát. Tôi đoán là 99% là nó phi chuẩn đấy. Còn 1% thì sao? 1% thì hên xui, nếu không thì hự cái tôi là cứu rồi. Ôi, tôi nói cho ông nghe nhé. Gớm, vào mặt với vào bụng thì còn đi cấp cứu được. Nhớ một phát nó phi đúng vào xì ca lô thì có mà xì ca lô à? Còn gì là chất lượng sống nữa. Anh đầu ấy, em bảo nhá, bây giờ là em lệ anh ấy. Cả nhà em đang xem tivi đợi em biểu diễn kìa, anh đứng đây chơi gấp khổ. Tao cũng lệ mày đấy. Mày nghĩ một mình nhà mày có tivi à? Hả? Thôi bây giờ thế này, có vẻ là còn chưa tin tưởng hẳn, để tôi hỏi lại Dự một lần. Dạ xin phép ạ. Dự, dự đoán xem là nó phi trúng hay trượt. Dạ thưa anh Tào, theo dự đoán của em là chuẩn. Chuẩn là trượt hay trúng? Trúng hay trượt nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, em đã phải nói lái đi gì. Đấy, như vậy là rồi rồi rồi. Đấy, ông thấy chưa? Như vậy là Gia Cát Dự nó bảo là phụ thuộc nhiều yếu tố, tức là chuẩn rồi. Vào đây, vào đây. Ở đây, đứng ở đây. Kìa, gấp khổ sao mà ngốc quá. Ngốc quá, thì cứ đứng vào đây nó quý. Khổ, khoan. Đấy thì chưa khoan rồi đấy. Đâu? Dạ. Cứ đứng vào cho người ta phi. Sao bẩm Ngọc Hoàng ơi. Em đi hầu hạ Ngọc Hoàng bao nhiêu năm rồi. Bây giờ Ngọc Hoàng nỡ đẩy em vào chỗ chết hay sao hả Ngọc Hoàng? Cứ đứng vào đi, không chết đâu mà lo. Đứng vào. Đứng vào, Ngọc Hoàng bảo đứng vào thì đứng vào. Nếu mà trúng Sikalo thì thà chết thì còn hơn. Đứng đây cười cái gì nữa, tranh thủ mà phi luôn đi. Phi. Sau đây, màn tài năng xin phép được bắt đầu. Yeah. Này. Mày đứng cái thế đấy thì không khéo vào 1% rủi ro đấy, đội thế. Dừng lại. Này. Cậu ơi, Tào đây. Cái gì? Dừng lại rồi. Đứng lùi xuống dưới đi. Nhưng mà không lùi được. Sao mà không lùi được? Bổng Ngọc Hoàng, xin phép Ngọc Hoàng cho thần vào thay xiêm y. Dạ thưa Ngọc Hoàng, thần dự đoán là chắc là sợ quá đấy ạ. Dạ. Nông dân. Dạ. Người gớm thật, chơi cái trò mạo hiểm như vậy, người mở mắt ra còn chưa biết thế nào. Dạ. Đằng này lại bịt mắt lại, người liều lĩnh thật đấy. Quá liều lĩnh. Dạ môn tông Ngọc Hoàng, thần cũng biết đây là trò nguy hiểm, thế nên là phải có năng lực thực sự và được rèn luyện thì thần mới dám biểu diễn chứ ạ. Ngươi rèn luyện thế nào mà ngươi bảo ngươi rèn luyện hả? Em nói thật với anh là em đến với nghề này là cực kỳ tình cờ. Bởi vì bấy lâu nay làm việc gì em cũng tự mò mẫm, tự tìm cách giải quyết, thế nên là em được rèn luyện hàng ngày ạ. Mò mẫm cái gì? Mò bóng ấy hả? Không ạ. Anh đã hỏi thì em xin được nói cụ thể thế này ạ. Gia đình vợ chồng con cái em đang chăm chỉ cấy cày thì đùng một cái anh quy hoạch ruộng nhà em làm sân golf với khu công nghiệp. Cầm một cục tiền to tướng mà cả đời chưa bao giờ nhìn thấy, cũng chẳng biết tiêu gì, thế nên cũng phải mò mẫm tiêu tiền cho đúng cách. Dạ thưa Ngọc Hoàng, thằng này nó sắp sửa khóc lóc đến chuyện phân bón với thuốc trừ sâu đi mà thần dự đoán là như thế. Mà ngay cả khi có ruộng ấy ạ, thì bón cái phân gì, phun cái thuốc trừ sâu gì, có anh nào nói gì đâu ạ. Tôi giỏi quá, tôi dự đoán giỏi quá cơ. Thế em lại phải tự mò mẫm em làm. Thế thiên hạ làm thế nào, em làm như thế thôi. Chắc lại kêu chuyện xuất nhập khẩu bây giờ mà. Đến khi trồng được cây lúa, định đem đi xuất khẩu thì cái kia lại không cho. Tôi phục tài tôi quá.
em lại tự mò mẫm quay ra bán, thì các anh ấy lại bảo là nông sản có trữ lượng thuốc sâu cao, thế là em lại phải tìm cách khác. Đấy, việc gì em cũng tự giải quyết, mà nói tóm lại là tự tìm cách mà tồn tại. Này, người nói thật vô lý. Người ta phải lo cho đời sống của nông dân các ngươi chứ, từ việc trồng cây gì, nuôi con gì, rồi sản xuất ra sao, người ta phải lo cho ngươi chứ. Anh Tào là người của nhà trời nên toàn nghĩ những chuyện trên trời. Các anh ở dưới kia, các anh ấy không nghĩ thế. Các anh ấy bảo là các anh chỉ quan tâm tới mâm cơm thôi, còn từ đồng ruộng đến mâm cơm là các anh không quan tâm. Mà chờ được các anh ấy quan tâm mà đói mốc mồm. Đói quá thì phải mò mẫm đi chứ còn sao nữa. Thế là em lại phải tự mò mẫm. Nói vu vơ thế mà cũng chuẩn nhé. Đấy, cứ mò mẫm từ ngày này qua ngày khác, từ việc trồng trọt sang đến việc chăn nuôi. Thế nên là cái khả năng tự xác định phương hướng của em bây giờ là thạo lắm rồi ạ. Nên bịt mắt thế, chứ bịt mắt nữa là em vẫn có thể vi được dao, bởi vì là em đang có linh cảm. Anh đầu đi rồi, đứng đây cho em phi phát, em có linh cảm. Mày điên à? Này, tao hết quần rồi nhá. Cho em phi một phát thôi, em không. Xin anh. Một phát cũng không nhá. Em ôi, xin sợ, anh. Sợ Mộc Hoàng, thằng này nó côn đồ quá. Đề nghị đuổi nó ra, không cho nó thi nữa nhá. Dạ, thôi đi ra. Mày đi ra, mày em đi ra luôn. Anh một mày... lần rồi, một không phát rồi. Một nửa cũng không, nửa phát cũng không. Mày đi ra ngoài, mày làm thế này thì làm sao mà tao làm được. Mày đi ra ngoài, mày đi ra ngoài ngay đi nhé. Trước này, đây cầm lấy cái của nợ này. Cầm lấy, cầm lấy. Đi ra ngoài nhá. Cái gì đấy? Muốn không? Đã thế nhá. Không cho phép cái thằng này cũng tự phi. Ôi dồi ôi. Ra đâu rồi? Ra đâu rồi? À chạy. Chuẩn rồi. Tiến lối đâu? Ôi trời ơi, kéo thằng này ra ngoài. Ôi dồi ôi. Cái gì đây? Đây, 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 đây. Phi, phi. Muốn không? Kéo nó ra ngoài. Úi giời ơi. Đầu thấy sướng chưa? Này, ông vừa phải thế nhá. Gớm chết thì gớm lại còn ngồi đấy mà bấm độn lại còn dự đoán. Ông thích dự đoán chứ? Hả? À, thế được rồi. Bây giờ thế này nhá, tôi đố ông dự đoán được là trong cuộc thi chung kết này ai sẽ là người giành vương miện. Ông đoán đi. Này dở hơi à, dở hơi à. Không phải việc của dự nhé, mà cái việc đoạt vương miện nó còn phụ thuộc vào ban tổ chức, phụ thuộc vào ban giám khảo. Dại gì mà động vào đấy, anh em sờ đến nhau mệt lắm. Đây là chỉ có trên mà ép xuống là phải dự thì mới nghĩ cách ra để mà dự thôi nhé. Dạ thưa Ngọc Hoàng, nếu không có việc gì thì cho em về. Em không thích nhìn thấy mặt anh Đẩu ở đâu, anh Tào em về nhé. Thôi lượn đi. Trời. Này, trông mặt con Đẩu nó hoang hoắm hoang hoắm thế. Kiểu gì mình ra khỏi đây nó cũng nói lẻo mình đâu mà xem. Có mà sợ người. Trời ơi, đúng quá cơ, mình phục mình quá. Truyền thống gia đình nó khổ thế đấy. Cái gì? Ông bảo cái gì? Thì truyền thống nó thế. Cả nhà tàn phế. Ông phải ngồi xe lăn, nó lành lặn toàn bộ đấy. Ai bảo với ông là nó lành lặn? Tôi bảo. Ôi xời, thế mà cũng đòi. Nó què thật đấy, truyền thống cái gì nó. Sao mà què thật? Úi trời ơi, thế ông không biết à? Gì? Cái đợt ngập vừa rồi đấy. À, đi đến ngã tư nhá, dân bản xứ người ta xúm đông xúm đỏ vào, người ta bảo là bên phải này có hố ga. Nó lại cứ dứt khoát là nó bảo là hố ga là ở bên trái chứ không phải là bên phải. Dự đoán mà, tinh hoa. Người ta bảo đấy, có giỏi thì đi đi. Thế là đi vào, ủng một phát. Thế là người ta phải vội vội vàng vàng ra tiếp tận cái cửa cống đằng kia, hứng cả lưới vào mới hớt được nó lên đấy. Thế mà vừa mới hớt được nó lên một cái, nó vẫn còn tinh hoa, nó vuốt bắn. Tôi phục tôi quá. Đấy, dự đoán đấy. Là què thật à? Chẳng què thật thì sao? À, thì có biết đâu. Trời ơi. Cái gì đấy? Úi giời. Ai? Con gà rừng. Con gà rừng. Ăn lận qua lối nọ với công, qua lối nọ với công kia kia kia. Đăng cày sao có chịu được ức. Đăng cày sao có chịu được
Mà để làm gì? Mà để làm gì? Ai hay bông bông rắc bông bông diu xà xà lắc xà xà liu. Láng giềng ai hay ứng bơi thùng y uyên y y y y vâng, xin cảm ơn cô đã đem đến một không khí rất là mới lạ. Sau khi cô đã nhập vai vào vai Xúy Vân giả dại. Dạ vâng, với một điệu cười như xé vải. Dạ vâng, trong thời kỳ hội nhập mà thí sinh này vẫn còn gìn giữ nâng niu được những làn điệu chèo cổ, quả là đáng quý ạ. Vải tâu loại dở mùa đồng xuân đúng không? Cái vải này nó vải. Ôi dồi ôi. Con dở hơi ơi, mua phải xoăn dởm rồi, ngồi bóng nháy. Cô đẹp trai quá, sao trông mặt đen sạm thế này, chắc uống phải rượu dởm rồi. Ôi, ôi. Đấy. Lão à, dám mà nói với Ngọc Hoàng như thế à? Hả? Mày chỉ có thể điên khi diễn thôi nhá, lên đây là nói năng cho cẩn thận. Hôm nay đây không điên nhá, đây hơi bị tỉnh nhá. Hai là ai thế? Ta là Nam Tào, còn ta là Bắc Đẩu. Hai anh nhìn ai lại thế bao giờ? Nam Tào Bắc Đẩu hả? Có thật không đấy? Thời buổi này chả tin được bố con thằng nào. Láo quá nhỉ? Ai? Ngươi là ai? Chưa xưng tên vào đây thi táo có phải không? Dạ chết rồi. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ, lần đầu tiên em lên thiên đình, chưa biết mặt mũi anh em thế nào, em phải làm một cái đòn phủ đầu kiểm tra ngay ạ. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ, kiểm tra chắc chắn nó vẫn hơn ạ. Ôi giời, mới tỉnh rồi à? Hả? Này, tỉnh chưa? Đây hơi đỏng đảnh một tí thế thôi, nhưng mà được cái thật thà chất phác nhá. Nói cho mà biết nhá, đây thật thà chất phác, đâm ra là lừa hơi bị nhiều đấy. Ai lừa? Ai lừa? Thiên hạ lừa. Lừa ai? Lừa đây. Rồi chống lừa mặt. Người tiêu dùng, cho nên đây mới thành ra đa nghi thế, hiểu chưa? Ông ơi. Dạ, báo cáo các anh ạ, em là thí sinh mang số báo danh 04 ạ. 04 ông ạ. Ơi, này, vâng ạ. Ông kiểm tra lại xem có tên con bé này trong danh sách không chứ. Tôi sợ là có vớ phải con ngẫn con dở nó lên đây thì nó phá đám rồi chết. À đây rồi, có đây này, số báo danh 04. Có Tiêu Thị Vân Dung. Đây có. Tiêu Thị Vân Dung. Ôi này Tào ơi. Này Tào ơi, sao đẹp dai mắt sáng long lanh mà lại mù dở thế à? Có biết đánh vần không? Sao mà đánh vần mà sai như là thằng con trai em ở nhà thế à? Láo. Ngươi xem đi, xem tao đọc có đúng không? Hả? Úi giời ơi, mua phải phần mềm dởm rồi, cho nên phông chữ nó bị loạn xạ lên thế này. Nghe đây, tên tôi là Tiêu Thị Vân Dung. Nghe thế nó mới lột tả được hết tên em, anh nhớ. Tiêu Thị Vân Dung. Này, tôi thấy đọc tên nó như tôi có cảm giác như nhét cả một nắm sỏi vào mồm. Nó có lục cà lục cục đau hết cả mồm mà nói cứ như là đấm vào tai. Trời ơi, cái đầu tưởng tên đầu hay lắm đấy hả? Thế đã bao giờ mà thiên hạ người ta gọi lệch tên đẩu đi chưa? Lệch thế nào? Lệch thế nào? Lệch tức là đẩu mà thành cẩu đấy. Đi ra ngoài không thi cử gì hết nữa nhé. Đây có thiếu người không cho cái ngữ mày. Đi ra ngoài. Cái này nhá, xin lỗi nhá, trên thiên đình không cho đây thi thì đây xuống hạ giới thi nhá. Đi luôn. Dưới hạ giới bây giờ tổ chức hơi bị nhiều cuộc thi hoa hậu nhá. Người đẹp như đây, dáng đẹp như đây, thi đâu chả được. Úi giời. Về luôn đi. Này, ngươi nói rõ cái tên của ngươi cho ta nghe xem nào. Ôi, là khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ, Tiêu Thị Vân Dung có nghĩa là biết là tiêu đời mà vẫn cứ phải dùng ạ. Bởi vì không dùng đằng nào cũng tiêu đời ạ. Cho nên tên em là Tiêu Thị Vân Dung ạ. Được, vậy thì ta nói cho nó gọn. Ta đặt là Tiêu Dùng
nhá. Dạ vâng ạ. Ừ. Ôi, dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ. Lần đầu tiên lên thiên đình, thần có mang một chai rượu vĩ sừng tê giác đặt mua ở Nam Phi chuyển cho đường ngoại giao lên đây để biếu Ngọc Hoàng ạ. Ngọc Hoàng là khách VIP nên em phải tìm cái chai rượu có chỉ số kỹ thuật chuẩn nhất để biếu Ngọc Hoàng. Thôi đi, làm gì có rượu có chỉ số kỹ thuật à? Thế mấy anh này không tin à? Chỉ số kỹ thuật của chai rượu này nhá, số đo ba vòng 90, 60, 90. Cái chai rượu này trông cũng đẹp đấy. Ấy dạ, phải bẩm Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ơi, mua rượu thì phải biết về chất lượng, sao lại cứ quan tâm đến vẻ bề ngoài thế này? Dạ vâng ạ. Dạ, quan tâm đến bao bì thế này cả tin là dễ bị lừa lắm. Vâng ạ. Này, Tiêu Dùng ra đây. Dạ. Ngươi thử giải thích kỹ xem là cái chỉ số 90, 60, 90 là như thế nào? Là cồn 90 độ pha với 60% nước bán giá 90 độ. Ôi này, tao đổ. Dạ. Vứt ngay cái chai rượu này ra ngoài. Ngươi lại dám biếu ta rượu dởm à? Láo quá. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, đây không phải rượu dởm, đây là rượu xịn 100% đấy chứ. Ta hiểu cái 100% của ngươi rồi. Ừ. Đầu kiểm tra đi xem nào. À ừ. Thế này ta mượn ta kiểm tra nhá. Dạ. Bởi vì có lẽ có khi chính ta cũng nhầm vì ta chả uống rượu bao giờ. Này cho con này uống này. Uống đi. Rượu thì em uống được nhưng mà em uống em say rồi, các anh làm hại em thì sao? Ôi giời ơi. Trông kìa. Sương sườn mày trông như là cái bàn phím piano ấy. Sợ sợ là người ta làm hại mày. Này, cầm lấy. Ai muốn sương sườn như cái bàn phím piano đâu. Dạ khỏi bẩm Ngọc Hoàng à. Người tiêu dùng ở dưới hạ giới chúng em khổ lắm à. Sống qua được một năm mà sức khỏe không bị giảm sút đã là sướng lắm rồi. Khỏi bẩm Ngọc Hoàng. Đấy, cứ thử xuống dưới đấy xem em có béo được không. Đi ra chợ ấy, đi một vòng lanh quanh luẩn quẩn rồi lại phải về nhà ăn mì tôm sống ấy. Thế ở dưới đó thì thiếu thức ăn à? Không à, thiếu đâu, nhiều, thừa đấy chứ. Thế thì chứng tỏ cô là người tiêu dùng đỏng đảnh, nhìn đâu cũng thấy vi trùng. Muôn tông Ngọc Hoàng, thần cũng khổ lắm à. Thần cũng đã từng tin tưởng lắm, nhưng mà thần cứ bị người ta lừa lên bờ xuống ruộng à. Đấy Ngọc Hoàng xem, nhà thần đi ra chợ thì mua toàn phải là thịt lợn tăng trọng. Ăn rau thì rau có thuốc sâu, ăn gạo thì hàm lượng nitrat quá cao. Còn con của thần ăn đến kẹo sô-cô-la mà toàn bột mì móc với cả phẩm hóa học. Đừng hỏi như thế thì làm sao mà chịu nổi. Trời ơi Ngọc Hoàng ơi là Ngọc Hoàng. Thôi, đứng đấy mà khóc à. Này dạ. Ta tưởng ở dưới đó có cả một hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng. Nếu ngươi có thắc mắc gì, khiếu nại gì thì phải gặp những người có chức trách mà kêu chứ. Khởi bẩm Ngọc Hoàng, đúng là có hiệp hội đó thật. Nhưng có giải quyết được gì và có ăn thua gì đâu ạ. Nói thật là dưới hạ giới, người tiêu dùng được coi như là gà, chăn được bao nhiêu thì họ chăn, chứ làm gì có chuyện người tiêu dùng được bảo vệ mới được quan tâm. Đúng như thế đấy ạ. Dạ, thần đơn cử là chuyện giá xăng chẳng hạn. Cái lúc giá xăng lên, họ dình từng phút để lên. Thậm chí họ còn dình cả trong buổi đêm để tăng giá, để sáng hôm sau người tiêu dùng khi nhìn thấy giá mới thì bàng hoàng ngã ngửa ra. Dạ, còn đến lúc khi xăng xuống thì họ cứ chần chừ. Hàng tuần mới xuống được có một tí, họ bảo là nếu xuống ngay một lúc thì sợ dân mình sốc ạ. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, đấy còn chưa kể có một số cây xăng họ còn kẹp chip vào đồng hồ điện tử để móc túi người dân đấy ạ. Dạ. Đấy Ngọc Hoàng thấy không? Thế có khổ cho người tiêu dùng chúng thần không ạ? Chỉ một vài câu của anh đẩu đấy thôi, Ngọc Hoàng mới thấy người tiêu dùng ở dưới hạ giới thiệt thòi đến như thế nào. Ôi dồi ôi Ngọc Hoàng ơi, thần là còn may chán bạn ấy, chứ đầy người tiền mất tật mang. Này, cho được miếng đậu phụ vào mồm ấy thì trong bụng một lục cục một cục thạch cao. Mà sắp tới thạch cao nó lên giá một khi lại thay bằng vôi bột ấy. Làm gì cho đi trộn thạch cao vào đậu phụ. Mà tao hỏi ngươi, đậu phụ đắt hay thạch cao đắt, làm sao người ta phải làm thế? Ôi thì các anh không tin à? Thôi rồi, các anh không tin nhá, hôm nào em mời các anh xuống dưới hạ giới thăm nhà em, nhân đấy em cũng mời các anh một bữa cơm nhá. Thế có thịt vịt không? Dạ có ạ. Có sách bò xào không? Có luôn.
chân gà nướng có không? Có chứ. Thôi đi, đừng có úi. Úi cái gì mà úi? Chưa biết gì cứ thấy ăn là úi. Các lời mừng Ngọc Hoàng, vịt thì ta sẽ chế biến như thế này. Đúng, đúng. Vịt không cần cắt tiết. Đúng. Bóc cổ chết luôn. Đúng. Sau đó nhúng vào nồi nhựa được. Đúng. Vớt ra, ném ra giếng. Đúng. Chờ nguội một cái, bóc hết nhựa đường. Úi rồi thịt vịt có gọi là trắng nõn nà, đi hết cả lông măng. Cho hết cái mùi nhựa đường, người ta sẽ phết lên người con vịt một loại gọi là mật ong giả. Đúng. Sau đó thì sẽ nướng lên. Úi giời. Quay lên. Úi giời. Úi giời, cứ gọi là thơm lừng. Dạ vâng. Phát hiện vào mắt ạ. Rồi mầm mới còn món sách bò thì chế biến như sau. Ừ này, nhưng mà đừng có ném vào nhựa đường đấy nhá. Không, không ném vào nhựa đường. Thế à? Ừ, ném thẳng xuống sông Tô Lịch. Ném trên cái sông mà toàn rác và là nơi chứa nước thải của cả thành phố đấy á. Đúng. Sao lại ném xuống đấy làm gì? Ném xuống đấy ngâm đủ 48 tiếng đồng hồ, sau đó vớt lên đi ủng vào mà rắm 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 trắng bóc xào khế cho đầu ăn ngon không? Thôi thôi thôi, không ăn sách bò xào khế nữa đâu. Thế còn chân gà chắc đảm bảo chứ à? Chân gà đây chế biến thế này, trước hết là nguồn gốc xuất xứ, nhập về theo đường tiểu ngạch, 5-6 ngày mà không bị thiêu thối là do ngâm chất bảo quản. Sau đó là chế biến chân gà, tẩm mật ong giả vào, nướng lên, thơm nước. À, ăn thôi, chín rồi chị đã ăn. Cầm cái này. Nóng quá, rồi. Chấm tương ớt. Rồi, làm tí dưa góp cho nó đỡ ngấy. Tay. Ngon quá. Xương ở trong mùn hết rồi. Nước dịch trong xương phọt thẳng vào mặt đầu. Thôi cứ gọi là thôi rồi. Nghe kỳ quá. Chết thật. Tại sao lại để tình trạng mất vệ sinh như thế? Thì còn ai dám ăn uống gì nữa? Ôi dồi ôi, khởi mầm Ngọc Hoàng, như thế mới thấy người tiêu dùng ở dưới hạ giới khổ như thế nào. Biết là mình bị lừa đấy, thế mà vẫn phải chấp nhận. Nào có ai nhịn ăn, nhịn uống, nhịn sinh hoạt được đâu ạ. Nhiều lúc khổ chỉ muốn chết đi cho nó rồi. Thế nhưng mà đẻo lắm đi, chết mãi mà chả chết được. Khởi bầm Ngọc Hoàng, như thế thì Ngọc Hoàng nó sống làm sao được ạ. Ôi trời ơi, Ngọc Hoàng ơi là Ngọc Hoàng ơi. Lại bắt đầu đấy. Ôi trời ơi, Ngọc Hoàng ơi là Ngọc Hoàng ơi. Trời ơi. Tiêu thì vẫn dùng. Tiêu thì vẫn dùng. Tiêu Dung ấy mới là tên em, ấy chính là tên em. Tiêu thì vẫn dùng. Số em sao nó khổ thế, số em sao nó nhục thế. Bị chèn ép suốt ngày, chèn ép suốt ngày. Lòng đong chân nó đá, tay nó đấm, rồi lên gối mông nó lắc. Toát mồm em ra, tuê tuê thân hình em đi. Này này này, diễn hay thật đấy. Dạ. Nhưng mà ta thấy thần kinh nó không bình thường đâu. Dạ. Xem nó chết thật hay là chết giả vờ. Dạ, dạ. Ngọc Hoàng, ngay từ đầu thần đã thấy mắt con này có ánh điên rồi ạ. Tiêu thì vẫn dùng, nó chết hẳn rồi. Này ơ. Ui giời ơi, ơi, khởi bầm Ngọc Hoàng, là nó chết thật, chết thật rồi ạ. Là nó chết thật rồi Ngọc Hoàng ơi. Không. Chưa chết. Đây là phần dự thi của em đấy ạ. Nhưng mà trong kịch bản chỗ này là em chết rồi nên em phải nằm im. Thế bảo đây. Thì
thi xong rồi thì đi ra ngoài đi để thí sinh khác người ta còn vào nhé. Không phải nằm đây mà ăn vạ đâu nhé. Anh ơi. Hả? Muốn đưa em ra thì tự khiêng em ra thôi. Ừ. Mày dở người à? Hả? Trông tao liễu yếu đào tơ thế này mà mày bảo là bê mày ra á? Thôi gọi người khác đi. Ta sẽ gọi một thằng to nhất thiên đình vào đây để mà khiêng mày ra nhé. Thiên ơi! Lôi cái xác này ra ngoài. Lôi gì anh ơi? Dạ bẩm, dạ bẩm. Thiên lôi đấy ạ. Này. Dạ. Sao mày lại ăn mặc thế này? Đâu đang đứng gác kia có mấy cái chị bên nhà xuất bản. Chị gạ chị bảo là trông chú vừa miếng chị. Chú ra chụp cho chị mấy cái ảnh minh họa để dán vào cái chuyện tranh thiếu nhi. Úi dồi ôi. Này này này. Chuyện tranh thiếu nhi mà lại ăn mặc như thế này à? Trời bằng chết. Ngọc Hoàng thế này là còn dài đấy ạ. Dạ. Còn có những cái bức hình mà úi dồi ôi ngắn tới mức mà chính thần còn không dám nhìn. Dạ. Dạ đây mới chỉ là phục trang thôi. Chứ còn nội dung trong chuyện thì chuyện cho thiếu nhi mà không hiểu các chị xuất bản như nào. Toàn nội dung cho người lớn rồi. Dạ vâng ạ, đọc xong chính người lớn còn ngượng cơ. Dạ khởi mộng Ngọc Hoàng đấy Ngọc Hoàng thấy không? Chuyện tranh mà còn ô nhiễm thế này nữa là thực phẩm của thần. Đấy, người tiêu dùng ở dưới hạ giới đấy ô ế thế này thì làm sao mà sống nổi là Ngọc Hoàng. Ôi trời ơi Ngọc Hoàng thấy thế này. Ôi trời ơi thế này thì làm sao mà sống nổi. Thôi nhá. Thôi không phải lợi dụng nhá. Này ra Thiên Lôi, khắp nó ra ngoài. Dạ. Này, đừng động một người chị nhá. Chú cứ để chị tự đi nhá. Chị còn lạ gì chú nữa. Đưa chị ra ngoài kia thì chú đòi tiền công cái gì. Đi. Lùi ra kia. Thôi đi đi. Các bác nhớ bình chọn cho em nhá. Số của em là 04. Hôm nay thần đến với hội thi khi vừa vượt qua 83 tiêu chuẩn về sức khỏe cho người điều khiển phương tiện giao thông. Dạ, trước mắt quý vị đây chính là Táo Y Tế, một người không những giỏi về chuyên môn mà còn giỏi rất nhiều những lĩnh vực khác nữa. Dạ, thưa anh Hoàng, thần hôm nay xin trình bày một series về cổ động an toàn giao thông ạ. Này Y Tế, hãy làm tốt công việc của mình đi, chuyển sang cổ động làm gì? Dạ, cổ động để giảm thiểu tai nạn giao thông cũng là công việc của thần. Thần làm thế là 2 trong 1 đấy ạ. Thôi. Cổ động cái gì, cổ động luôn đi nhé. Các anh cứ bình tĩnh, từ từ rồi khoai nó sẽ nhừ. Em làm luôn. Động kỹ lắm. Mà vẫn không một là. 1 là vì sự an toàn của bản thân, hãy kiểm tra ngực của bạn trước khi lái xe. Hay là ngực to thì hãy ra đường, ngực lép thì hãy lên giường đắp chăn. Ba là hãy nói không với ngực lép, hành động ấy trước khi quá muộn. Bốn là an toàn là bạn, tai nạn là vì ngực lép. Nói leo. Tai nạn là vì ngực không to. Ôi trời, bực mình quá thôi. Bực mình quá. Đi tới kia thôi hãy. Nghe đây. Thế nếu là hình ảnh một người phụ nữ nông thôn gây thời gò, bốn thời yếu, chở hoa vào thành phố bán lấy tiền kiếm sống, chẳng nhẽ vì vất vả khổ sở mặc người cỏ lép, rồi chẳng nhẽ vì mất lép họ lại không được quyền ra đường.
không có hứng. Ngọc Hoàng ơi, hỡi Ngọc Hoàng ơi, không có hứng là thần không cấp giấy lái xe. Này y tế. Dạ. Ngươi nói rằng ngươi không có hứng với những người ngược lép. Vậy thì ta cũng không có hứng để xem ngươi biểu diễn nữa. Dạ. Ngươi thử xuống dưới hạ giới, hỏi xem tất cả những người thấp bé nhẹ cân ngực lép có phải họ là những người lao động hay không. Dạ. Khi sinh ra họ đã phải chịu thiệt thòi buồn tủi về thân phận của mình, bây giờ lại bị ngươi ghép vào nhóm có nguy cơ gây tai nạn cao. Tại sao lại có những cái quyết định chủ quan như vậy? Dạ, khải bẩm Ngọc Hoàng, đấy là anh em ở dưới bàn bạc và đề xuất lên, chứ thuật thần đã duyệt gì đâu ạ. Lên đây nếu mà Ngọc Hoàng không cho phép thì thần sửa sai ạ. Dạ, thế thần gọi ngay ạ. Này, này mấy cái ông ở dưới ơi, làm ăn kiểu gì đấy, bàn bạc kiểu gì đấy, lên đây bị mắng một trận te tua đây này. Thôi nhá, dừng ngay cái vụ ngược lép nhá. Ngược lép vẫn điều khiển giao thông thoải mái đi. Dạ khải bẩm, sửa sai rồi ạ. Sao? Ông nhắc lại cho tôi một lần nữa xem là ngược lép còn không. Ngược lép này, ông, không, để tôi hỏi, ngược lép còn không. Này thôi, anh hỏi một cười cho nên. Ngược lép làm sao mà hết được. Ngược lép mà muôn đời vẫn còn. Đúng rồi, ngược lép là còn mãi với thời gian mà thi gan cùng tuế nguyện. Ngược lép tuyệt vời. Quá đẹp. Ngược lép tuyệt vời. Quý vị thấy ngược lép tuyệt vời xin cho một tràng pháo tay. Thôi. Dài ơi, chưa gì hứng ấy. Sao? Tôi nhắc lại cho anh biết lần sau bỏ ngay cái kiểu mà hơi tí thì đề xuất nhé. Hơi tí đề xuất xong thì người ta có phản ứng thì ông lại bắt đầu ông lại bảo ông sửa sai nhé. Này đâu? Làm thế ai chả làm được. Đâu? Cái gì? Làm gì mà chua ngoa thế? Mắng người ta. Làm ngụm sữa đi cho nó mát. Từ đây, uống đi. Sợ người à? Hả? Điên à? Sao? Uống vào để sỏi thận à? Sỏi thận làm sao được, sữa mát bổ. Mát cái gì mát ông đi mà uống. Hả? Chính ông đã khuyến cáo người ta là uống sữa là có melamin và có nguy cơ gây sỏi thận cao nhé. Thì nó có, người ta phải khuyến cáo chứ. Thế đậu không đọc báo à? Này, ở bên thiên đình bên cạnh ấy, sữa có melamin người ta đăng đầy ra, sữa có độc tố. Nhưng vấn đề ông khuyến cáo là ông phải khuyến cáo một cách cụ thể. Ông phải nói rõ là loại nào và hàm lượng bao nhiêu thì mới có nguy cơ gây sỏi thận chứ. Thì chưa chắc chắn thì mình cứ cấm đi cho nó an toàn. Cứ cái gì mà ông ấy không biết là ông cứ thôi, tốt nhất là cứ cấm cho nó an toàn. Ông quản lý được là cấm. Đấy, mà tôi nói cho ông nghe nhé. Vì cái khuyến cáo của ông ấy, ông có biết là biết bao nhiêu hộ nông dân nuôi bò sữa phải lâm vào cảnh khốn cùng không? Hả? Ông có biết là sữa người ta vắt ra, bán không ai mua, hả? Mời không ai uống. Để rồi cuối cùng là tất cả là dồn hết vào để lại cho vợ con ở nhà tắm cho nó đẹp ra. Tắm xong vẫn chưa hết là cả làng nhé, kéo nhau đổ hết ra sông, xong rồi tất cả làng ngồi ngắm dòng sông sữa chảy, ôi thơ mộng quá. Đấy là còn chưa kể đến chuyện bò giống thì phải vay tiền ngân hàng để mua, bây giờ sữa không bán được. Dạ, thế là người dân mới cắm cảnh nhìn nhau, bàn nhau lôi bò sữa ra mổ để bán lấy thịt. Rồi. Khởi bẩm Ngọc Hoàng, để hỗ trợ cho bà con nuôi bò năm nay, thần thiết nghĩ Ngọc Hoàng ra lệnh là cúng bò thay cho cúng gà. Cúng bò? Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Có lẽ thế rồi bò luộc cả con à? Trông cũng được đấy à? Rồi bò lại ngọc hoa hồng. Dạ không ạ, dạ bẩm Ngọc Hoàng, có lẽ là ta nên cho bò ngậm cây mía đi ạ, cho nó ăn với mặt của bò. Dạ bẩm, mình biết để vào đâu mà cúng à? Dạ vâng, bày vào đâu ạ? Dạ khải bẩm Ngọc Hoàng, bày vào đâu thì đó là một nghệ thuật sắp đặt ạ. Và sau đây thần xin trình bày tiết mục tự biên tự diễn ạ. Đây lôi, này lôi. Ê, cẩn thận nhé. Thôi, cứ vào tiêm nhé. Này, cái thằng này đầu vẫn còn băng ngay mà đã ra đây nè. Đi về tiêm thôi. Về tiêm, nhanh lên, về tiêm, đến giờ uống thuốc rồi. Này, 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 tại sao lại nhiều người trên một cái xe đạp thế? Thầy bẩm Ngọc Hoàng, đấy chính là chuyên môn của anh y tế.
Ở đây bao nhiêu người trên một chiếc xe đạp thì ở dưới hạ giới bấy nhiêu người trên một giường bệnh rồi. Dạ đúng ạ. Dạ khổ quá, thần có muốn thế đâu. Thần cũng muốn là mỗi bệnh nhân là phải có một giường cho nó thoáng mát sạch sẽ. Nhưng khổ một nỗi là cơ sở vật chất của mình nó chưa có. Mà tâm lý người bệnh ấy ở dưới địa phương lại cứ thích vọt lên trên trung ương để chữa, bác sĩ trung ương lại cho nó chuẩn ạ. Đâm là cứ phải nhiều người một giường ạ. Thế cho nên là thiên đình người ta mới sinh ra cái ngành như ông. Đấy thì năm vừa rồi em điều rất nhiều bác sĩ từ trung ương xuống tận địa phương để chữa cho bà con nông dân nghèo đấy ạ. Thi xong chưa? Em nói là em thi xong rồi. Dạ, chào quý vị khán giả. Em mã số 05 bình chọn cho em nhé. Ai bình chọn cho em ý, em thưởng một thẻ nhổ răng miễn phí có khuyến mại. Vạn tế. Ôi giời chồng, ôi giời chồng. Này ông ơi, tôi thấy thí sinh này trông người như cái trạm biến áp. Lớp chồng tóc tai kiểu này hình như là bị tai nạn nghề nghiệp, điện nó giật hay sao, sun hết cả lại trông như cái tổ cú. Tôi làm gì cô mà cô quá đáng với tôi chứ hả? Đúng rồi, nói như đầu thế là không được. Chị ăn mặc thế này, ăn mặc thế này là theo thời trang của ngành chị ấy. Làm gì có cái thời trang nào, thời trang... Anh ra ngoài đường đi kia, đệ tử của chị ấy chính là những cái cột điện bên đường ấy. Đây này, ôm cái cột điện nào rồi dây dợ chằng chịt, rồi thì từng búi nọ, từng búi kia. Còn chưa hết, có những cái sợi dây lơ thơ tơ liễu buông mảnh khiến cho người đi đường nhiều khi vô tình tự treo cổ. Tao có cười nhở? Tao thử nghĩ mà xem, ngành điện thì đang thiếu vốn, làm gì có tiền mà nâng cấp. Với lại một vài cái sự cố nhỏ nhỏ bé tí tị tí ti như thế thì có đáng là bao. Chết người mà lại bảo là nhỏ nhỏ. Thôi đi, dạ, khỏi bẩm Ngọc Hoàng ạ. Đúng là cái cột đấy cũng là của nhà thần. Thừa lúc thần không để ý, mấy anh bên truyền hình cáp ấy, bên viễn thông ấy, cứ treo hết lên cột nhà thần, hết búi dây này đến búi dây khác, khiến thần cứ tối tăm mặt mũi vào chả biết thế nào. Phận gái đành bó tay bất lực, nhìn thành phố cứ chăm chịt những dây là dây. Ôi giời ơi, thường thế. Này, trông chị thế kia mà chị bảo là chị thân gái rồi là không ai này. Sao tôi nghe thấy bảo là chị là độc quyền cơ mà, chị phóng được ra điện cơ mà. Thế mà cũng có người bắt nạt được chị đấy. Sao mà vô lý thế không biết nữa. Đầu ơi. Gì? Mồm đầu hơi nhọn đấy. Vừa đi thẩm mỹ về xong. Thế à? Nhà đầu ở đâu? Ôi. Quận Ngân Hà đấy, hỏi làm gì? Hỏi đến đây cho vào sổ nhá, cắt điện luân phiên nhá. Cái gì? Trời ơi, cùng lắm nhá. Thì cắt điện cho cả tháng xem có dài mỏ mà trên ngành điện nữa không nhá. Sao? Nói thế. Này tôi thách chị đấy. Thách cái gì? Trời ơi, chuyện khác người ta còn làm được chứ chuyện này thì làm sao mà. Alo. Chi nhánh điện quận Ngân Hà đấy phải không? Cứ để đấy. Cậu chị... để im nào. Cậu mà cứ tham gia vào chuyện của tôi cắt luôn cậu đấy. Không làm chuyện của chị ạ. Alo. Chi nhánh điện quận Ngân Hà đấy phải không? Ờ chị đây. Chuẩn bị nhá. Sập cầu giao điện cho chị. Ấy chị, này. Này cắt điện phải báo trước cho người dân chứ sao chị cứ thích là chị cắt thế ạ? Chị biết rồi. Đấy là quy định. Trước khi cắt điện thì phải thông báo cho khách hàng. Nhưng với chị nhá, chị không cần cái quy định đấy nhá. Này. Chị đang tức cái cô đẩu cái kìa. À dám thách à? Mà em biết rồi đấy, tính chị nhá. Có chuyện gì mà chị không dám làm? Hôm nọ đấy có một doanh nghiệp đấy, nhà có cả một dây chuyền sản xuất cá đông lạnh nhá. Nhìn đều chị một cái thôi nhá, chị điên tiết chị dập cho một phát nhá. Là cá từ loại A nhá trở thành phân bón ruộng luôn. Mà biết nhá, chị vui chị cũng cắt nhá, mà chị không cần chị cũng cắt nhá. Dạ vâng. Ôi giời, mà thôi nói nhiều mất thiêng. Alo các em à, chị bảo này, bây giờ chị đếm ngược nhá, các em sập luôn cho chị nhá. Nào, 3, 2, 1, sập. Ô, này, sao bẩm Ngọc Hoàng nó cắt thật này. Chưa? Chết thật. Cho biết thế nào là mất điện chưa? Cho biết thế nào là độc quyền nhá. Này, chị nói cho cô biết nhá, cô chừa cái mặt chị ra nhá. Chừa cái mặt chị chơi với chị là không xong đâu. Chừa dây. Wow. Dạ. Ngứa
người gớm thật, không còn coi ai ra gì nữa. Dạ thần không dám như thế đâu, nhưng chỉ vì là lâu ngày thần không gặp cô Đẩu, cho nên chị em gái có chuyện không bằng lòng nhau mà rồi đánh đá cá cầy. Bây giờ nhắc chị là đừng có cắt điện quận Ngân Hà. Bởi vì điện nhà Đẩu nối liền ba pha với cả Thiên Đình, cắt điện quận Ngân Hà quá là cắt điện cả Thiên Đình à, không hiểu gì. Biết rồi nhưng sao lúc nãy không nói cho chị nghe? Em nói chị dọa cắt cả em. Thôi lên đây có vấn đề gì, định thi môn gì thì thi luôn đi. Thôi đi về. Thảo, không chị. Ê, sao lại thế? Tính tình ơi, cái giòn cười tươi khóc thế nhỉ? Chị ơi, mất công lên đây rồi, vì uy tín của ngành, vì màu cờ sắc áo, chị thi đi cho em nhá. Thi đi. Em ủng hộ. Nói thế may ra còn nghe được chứ. Chị thi. Dạ, khỏi bẩm Ngọc Hoàng ạ. Thôi thì thần thi vậy. Dạ, đến với cuộc thi hoa táo, thần xin tham gia với một tiết mục tự biên. Mà đã lâu rồi đi thắp sáng nơi nơi, anh em con không ngừng vươn tới để động viên, xin ít tiền ngân sách, ít thôi có nghìn tỷ đồng. Sống năm nay khen con là đúng, Ngọc Hoàng ký cho con nghìn tỷ thôi mà. Đã lâu rồi cô không thích chuyên môn, cô quay sang đi làm kinh tế. Hết đầu tư bên ngân hàng nhà đất, cô quay sang để đi xin tiền. Rồi chứng khoán cô lê lết trên sàn, kịch trần chồng mông cô vội vàng xin tí tiền của hai chúng mình. Tuy phía trên nhiều tiền nhưng không bao giờ cho đâu. Hay chưa? Đã thế nhá, bây giờ chị hát một bài này nhá, thế thì thôi nhá, khỏi bắt chước luôn nhá, độc quyền luôn nhá. Nào, anh em ngành điện đâu? Help me. Khó nhọc đêm ngày, mấy chục năm nay thời mà khó nhọc đêm ngày, mang bao nguồn sáng cho đời thêm vui, chỉ xin người quá một tí tì tì tì. Xin Ngọc Hoàng quá một tí tì tì tì, chút tiền ngân sách 1.000 tỷ thôi, để anh em quan được chia chắc cho vui. Không vất vả đi ra đi vào, nếu không cho quan biết phải làm sao. Nghe chị điện lực, chị than vãn, chị ca mà tự dưng tôi lại bỗng dưng muốn khóc. Ai nghe giọng ca này của thần mà chả thương à? Khỏi bẩm Ngọc Hoàng ạ, Ngọc Hoàng ký cho thần đi. Thôi, được rồi. Khen thưởng là việc cần thiết đối với người lao động, nhưng thưởng bao nhiêu ấy thì phải phù hợp với kết quả làm ăn chứ. Dạ vâng, dạ. Còn xin gì nữa? Ngọc Hoàng vạn tuế ạ, thần chả xin gì Ngọc Hoàng nữa đâu ạ. Thần chỉ xin khán giả hãy bình chọn cho thần với mã số 06 ạ. Ôi chị buồn cười thật nhỉ. Bình chọn thì phải để khán giả tự bình chọn, nhưng lại còn xin. Xin bình chọn, ai bình với chị?
Mà nếu như mà kết quả mà không được như ý thì thần cũng không dám chắc là cuộc thi hoa táo này nhá có được diễn ra liên tục hay không nhá, vì rất có thể sẽ bị gián đoạn vì sự cố mất điện nhá. Vẫn còn dọa. Không sao nhá. Bye bye. Alo. À, trạm điện cuộc thi hoa táo đấy phải không? Ừ, các em ơi, để tay sẵn vào cầu giao điện nhá. Tất cả vào vị trí, sẵn sàng chờ lệnh chị nhá. Không sao nhá. Úi giời. Úi giời. Thời bẩm, kinh tế mà không căng thẳng mới lạ. Báo kinh tế xin kính chào Ngọc Hoàng, tức trưởng ban giám khảo. Xin kính chào quý vị khán giả. Bẩm Ngọc Hoàng, phần lúng túng là vì năm vừa qua thần phải dự báo kinh tế vĩ mô ạ. Lúng túng căng thẳng hả? Dạ. Này, sao năm ngoái người to cao là thế, năm nay lại hao hụt vậy? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, vì năm vừa qua khủng hoảng kinh tế. Ui dồi ôi, thần giữ được người thế này là may lắm rồi đấy ạ. Thần mất ăn mất ngủ bao nhiêu lâu nay rồi. Này, đầu này, anh có nhớ hồi đầu năm người dân lo lắng về việc là lương thì thấp, giá cả thì leo thang. Thế mà cuối năm này là ít kêu ca hẳn rồi đấy nhỉ. Kêu quay đó. Ờ, điều này. Người ta kêu, người ta còn có thơ hẳn hoi nhá. Có cần tôi dẫn chứng không? Thơ nào? Ô kìa. Cái bài... À! Rồi. Nghe nhá, khỏi bẩm Ngọc Hoàng nghe. Sao em không về xem bão giá? Từ mấy ngày qua chới với luôn. Tiền lương vừa lĩnh cầm đi chợ, bão giá xoay quanh mặt xanh giờ. Trời ơi, tưởng bài gì, bài này tôi cũng biết. Giá đi đường giá, lương đường lương. Cuộc sống của dân sao thấy thương. Tiền lương tiền thưởng như chiếc lá, liệu có trụ qua mùa bão giá không? À. Mơ đến ngày nào lương mình được lĩnh tăng thật cao. Điện nước xăng dầu ô chuyện nhỏ, cuối tháng lĩnh lương thở cái phào. Trời. Đấy, dưới người ta kêu ca sốt thế đấy. Cái gì nữa? Thôi. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, cho thần xin phép được báo cáo. Này, thôi. Lên đây là thi nhá, chứ không phải là lên để báo cáo. Đấy, ra báo cáo. Để cho người ta tự... Không phải, biết đâu lại thích là chơi kiểu đặc biệt. Là sao? Nhá? Tức là thi tài năng nhưng mà lại trên hình thức là báo cáo. Ông cứ đi. Được rồi. Xem thế nào. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, để khống chế sự khủng hoảng kinh tế, thần đã dùng cả biện pháp vĩ mô và vi mô, nên đã ngăn chặn được nhiều phần. Úi giời, ngăn chặn được nhiều phần nhưng chưa phần nào ra phần nào. Đấy, yên, đấy người ta báo cáo. Dạ, vĩ mô thì thần tạm dừng hoặc cắt giảm một số dự án đầu tư chưa cần thiết. Lãi suất ngân hàng thần điều chỉnh linh hoạt cho lúc
tăng lúc hạ. Vĩ mô thì thần cắt giảm chi tiêu công, cắt giảm bộ máy nhân sự. Ví dụ như ở đây này, hiện nay là bộ máy nhân sự đang thừa này. Ở đâu? Ba người đang xuống lại hỏi một người. Mà hỏi gì thì hỏi cuối cùng chỉ có một câu trả lời thôi. Thế có phải là thừa không? Có nên cắt giảm không? Cắt giảm ai? Cắt giảm ai? Vâng. Ở trên này ai cũng có việc cả chứ. Lịch kín cả đấy chứ không phải đùa đâu nhé. Tôi hỏi cô. Cô làm gì? Anh muốn biết làm gì ý gì? À. Này, 6 rưỡi sáng tôi đã phải dậy để mà đi tư vấn sắc đẹp cho mẫu hồng nhá. 11 rưỡi nhá, phải đi trận tống kim đầu tiên nhá. Rồi. Đến 1 rưỡi lại phải đi tham dự cái lớp câu lạc bộ những người độc thân nhá. Rồi. 4 rưỡi lại phải đi đánh mỡ bụng cùng với mẫu hậu. Xong 8 giờ lại phải quay về đây làm chương trình nhá. Rồi. 11 rưỡi lại phải vội vội vàng vàng về đi trận tống kim cuối cùng nhá. Rồi. Hôm nay nhân đôi, biết chưa? Nào, đi đâu đâu đâu, làm đâu? Toàn lịch chơi mới làm đâu. Lịch chơi nhưng mà nó kín. Cứ cho nó kín nhưng mà... Ông là vất vả đấy, chứ không phải gì đâu. Này, ông kia. Tôi ạ. Ông. Tôi làm sao? Ông làm gì? Ông làm gì? Này. Hả? Trông mặt ông bóng thế kia tôi biết ngay nhảm nhã lắm. Buông tay ra đi. Này, bảo là tôi không làm gì. Ai phụ trách sổ sinh sổ sát trên này hả? Ai phụ trách nhập khẩu những người chết dưới kia hả? Ông bảo tôi không làm gì thế. À, được rồi. Nhân tiện có ông ở đây, tôi gạch tên một phát là ông ở đây vĩnh viễn khỏi xuống đấy làm kinh tế. Vào mà gạch đi. Tôi vào đi gạch tên giữ nó lại. Giữ nó lại. Tôi vào gạch tên kinh tế. Tôi gạch cắt đấy. Thôi biết rồi. Giải tôi thì tôi không cắt được ông. Tôi thì tôi không giảm được cô. Cứ chả nhẽ giảm. Láo. Cười bầm. Giảm mai. Dạ. Cắt ai nào? Người cứ nói thẳng ra. Dạ bẩm Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng cho phép thần được nói thẳng nói thật chứ ạ. Ta cho phép. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, nếu mà xét theo tiêu chí mà cứ ngồi chơi mà hưởng lương ấy, mà nói nhiều hơn làm ấy, thì thần sẽ cắt giảm cắt giảm thiên lôi. Mà thôi, ngươi đi luôn vào vấn đề đi. Nói về cái phần cắt giảm dự án như thế nào. Dạ vâng, bẩm Ngọc Hoàng, thần đã cho tạm dừng hàng trăm dự án, ngừng cấp vốn hàng chục ngàn tỷ đồng. Song song, thần đã đẩy lãi suất ngân hàng lên cao. Dạ vâng, Ngọc Hoàng, chính vì lãi suất ngân hàng quá cao cho nên vừa rồi tất cả các doanh nghiệp dạ không thể nào tiếp cận được với nguồn vốn vay, cho nên đang dẫy chết hàng loạt đấy ạ. Vâng, dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, dạ dẫn đến là sản xuất bị đình trệ, dạ nguy cơ thất nghiệp đang tăng cao ạ. Có nhiều doanh nghiệp làm bất động sản bây giờ mất chữ sản còn nguyên tử bất động thôi. Nhưng mà thần đã có giải pháp thực hiện rồi. Giải pháp gì? Dạ thần cho giảm lãi suất ngân hàng. Này, thế những công ty có tiếp cận được vốn không? Sống lại chứ hả? Sống chứ, nói chung đã hồi phục. Trừ các anh đang dẫy thôi. Còn các anh chết hẳn rồi ấy, thì ngóc đầu lên làm sao được. Mà đã chết hẳn rồi thì vay làm cái gì? Chấp nhận đau thương thôi. Nhưng mà cũng có tí khả quan này. Thôi được rồi. Khải bẩm Ngọc Hòa cho thần xin phép ạ. Mày đứng ở đây. À? Ta hỏi ngươi mấy câu đơn giản, ngươi trả lời ngắn gọn. Lên đây tưởng là thi tài năng với cả thi trang phục. Tôi bây giờ lên hỏi có tính điểm không? Ông tính điểm, đứng đây. Hỏi đi, hỏi đi. Nhá. Bạn có 60 giây để trả lời. Bạn cho biết trong tình hình hiện nay chúng ta cần phải kiềm chế vấn đề gì? 60 giây bắt đầu. Dạ kính thưa ban giám khảo, kính thưa quý vị khán giả, sống trên đời là để yêu nhau, bởi vì tình yêu đưa chúng ta đến bến bờ hạnh phúc. Chúng ta không thể để tình yêu lấn át lý trí. Chính vì vậy chúng ta cần kiềm chế tình yêu và tình cảm. Trả lời yếu đấy mà. Nhanh. Nó là vấn đề. Được rồi. Nó là vấn đề. Nhìn nhá. Tao. Dạ. Không nhắc thí sinh. Dạ, dạ không nhắc đâu. Thần chỉ nói là Lộc Phát. Lộc Phát, Phát Lộc. Còn Phát anh Lộc. Luận thế nào thì luận. Lộc Phát, Phát Lộc. Hiểu. Dạ thần xin trả lời ngay. Con mình cần phải kiềm chế ở đây đó là 6886. Ôi.
giời ơi, tôi điên quá rồi nhá. Phải phong bì đấy. Nó là nhìn mồm này, nhìn mồm này, nhìn cái mồm kìa, kiềm chế. À, trời ơi, chắc chắn đấy. Thần xin trả lời ngay, đáp án cuối cùng của thần đó là này, sao lại có làm một phát ở đây? Sao lại kiềm chế ơi. Lạm phát. Rồi, như thế mà không nói ngay từ đầu. Dạ, đáp án cuối cùng của thần đó là lạm phát ạ. Đúng. Lạm phát đó là vấn đề mà ngươi phải kiềm chế. Dạ vâng ạ. Còn câu nào hỏi nữa không ạ? Bạn hãy cho biết cái gì lần đầu tiên xuất hiện ở Mỹ và đến nay đã lan rộng ra toàn cầu? 60 giây bắt đầu. Này, nghĩ cho nó kỹ đi rồi trả lời. Cần nghĩ. Được. Em xin trả lời luôn. Đó là gà rán KFC. Ôi giời ơi. Cái gà rán KFC không phải xuất hiện từ Mỹ à? Sau đó lan ra toàn cầu à? Bây giờ giới trẻ đang thích là gì? Đấy là ẩm thực không liên quan gì đến kinh tế cả. Đúng. Nghe đây này. Hàng khủng. Hàng khủng. Hàng khủng. Hàng khủng. Hàng khủng. Em xin trả lời ngay, đó là hàng khủng ạ. Cái hàng khủng phải luận, phải luận chứ. Phải luận ra chứ. Ông nghe 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 thì mới nghe được, nghe nghe thì mới nghe. Tao đâu. Dạ. Bạn còn 13 giây. Ờ, bạn còn 11 giây. Này phong bì. Bạn còn 9 giây. Bạn còn 7 giây. Bạn còn 6 giây. Bạn còn 5 giây. Nào, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên hết giờ rồi. Bằng Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng đừng dục thần ạ. Thần đang khủng hoảng đau hết cả đầu. Ôi đấy rồi, ôi. Câu trả lời ông đấy. Ông vừa trả lời xong. Ông vừa nói xong đấy. Ông vừa nói câu gì? Ông vừa nói cái gì? Ông vừa nói cái gì? Ông vừa nói xong. Vừa nói ra khỏi mồm ý. À. Cái gì? Nói tức cái gì? Tức là khủng hoảng đau đầu à? Đúng rồi. Đúng rồi. Đáp án. Đáp án đấy. Dạ. Kính thưa ban giám khảo, kính thưa quý vị khán giả, câu trả lời cuối cùng của thần đó là đau đầu ạ. À. Đau, đau đầu về trả lời kiểu gì đấy, hai từ khác mà sao không chọn phương pháp loại trừ. Loại trừ. Loại trừ. Dạ bẩm Ngọc Hoàng ạ, thần dùng phương pháp loại trừ, còn hai từ cuối cùng nó là khủng hoảng, đúng không ạ? Này, dạ, tại sao ngươi trả lời mà cứ rụt rè thiếu tự tin thế? Bởi vì thần không biết có đúng hay không ạ. À, theo Ngọc Hoàng thì có đúng không ạ? Đúng hay không thì còn phải chờ tín hiệu của chương trình. Thế tín hiệu thế nào ạ? Tín hiệu ấy hả? Nếu như là sai ấy thì là tè. Còn tinh tinh thì là đúng. Hồi hộp quá. Tè này. Tè này. Tè. Tinh tinh. Ôi dồi. Ôi dồi. Ngọc Hoàng ơi, Ngọc Hoàng nói đến hai cái chữ tinh tinh mà thần thấy thần thành người. Này, báo kinh tế. Hả? Qua hai câu hỏi vừa rồi, Ngọc Hoàng muốn nhắn nhủ ngươi, lạm phát cũng như khủng hoảng là ngươi cần phải kiểm soát và nắm cho chắc, anh nghe chưa? Rồi rồi rồi, khủng hoảng và lạm phát, nhớ rồi, nhớ rồi. Rồi, bây giờ thi cái gì? Thi đi. Dạ, bây giờ thần thi vào năng khiếu. Xin gửi tới hội thi một tiết mục rất là đặc sắc mà chỉ có táo kinh tế này mới có đấy. Đó là chơi nhạc bò. À, bích bó. Học trò Minh Kiên. Rồi. Đây là Minh Tế. À. Dạ thưa quý vị khán giả, quý vị khán giả nghe. Ladies and gentlemen. Thử tí. Dạ. Thử đi. Nhìn múa mic là biết có nghề. Đấy.
sao lại cứ phun mưa vào cái xi ca lô thế? Dạ, thầy bẩm Ngọc Hoàng là chuyên môn của thầy ạ. Ôi trời ơi, bục trống rồi. Không làm được đâu, đừng có tưởng. Đấy. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng có thử tí không ạ? Dạ. Tài à? Dạ vâng. Ngọc Hoàng tiếp cận đến cái mới đi ạ. Dạ vâng. Thôi ta không làm đâu. Không, Ngọc Hoàng cứ làm đi ạ. Ngọc Hoàng có thử làm phát. Cái này hay đấy. Này, nhưng mà đừng có cười ta đi. Không, nha. Ai dám cười Ngọc Hoàng à? Ai dám cười Ngọc Hoàng? Ngọc Hoàng xin chào, Ngọc Hoàng xin chào. Làm có được không? Dạ sư phụ, sư phụ. Đừng có đùa với ta. Dạ, dạ thôi ạ. Bây giờ thần chuyển sang tiết mục thứ hai, đó là biểu diễn hip hop ạ. Rảnh rảnh ấy à, truyền lại cho ta cái môn này nghe chưa? Dạ, ta thấy cái môn thể dục dưỡng sinh nhá.
Ngọc nhớ Hoàng đấy. Cứ đùa. Gớm Ngọc Hoàng là cái gì mà chả biết. Đấy, em xin phép về luôn ạ. Nhưng mà quý vị vẫn nhớ là 07 nhá. Nội mùa này phố cũng như sông. Cái rét đầu đông, chân em thâm do ngâm nước lạnh. Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố. Đường cổ như xưa giờ ngập nước. Sông Hồng. Chầu này chầu tính, chầu tình, chầu lăn, chầu phượng, chầu mình, chầu ta. Chầu này tiêm tối hôm qua giấu cha giấu mẹ đem ra mời chàng. Gặp nhau đây tứ hải giao tình, tuy rằng bốn biển nhưng chung một nhà. Đoàn đoàn giặc bắn em rồi quăng mất xác, mẹ bảo con đoài hát tối nay. Chàng buông vạt áo em ra, nay em đi ra. Để em là em đi chợ, ở chàng là anh chàng ơi. Mà này cũng có à kéo đà, mà này cũng có à kéo đà. Tình trưa này chớ chưa, ly tàng tình tàng. Ô tình là em mong tình nghỉ. Này 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 này, nước Việt đông không đông đầy tình mẹ. Mây trời lồng lộng cũng phủ kín công cha. Hòa hổ hòa bì nan hòa cốt, vô duyên đối diện bất tương phùng. Con gà cùng tác lá chanh, con lợn ổn ỉn mua hành cho tôi. Con chó khóc đứng không ngồi, ông ơi đi chợ mua tôi củ riêng. Các ngươi nói gì ta không hiểu, cứ nói thế này đến sáng mai. Trèo lên trái núi Tiên Thai, gặp chim lan phượng gặm hai cái đùi. Thôi. Đùi với mông gì ở đây? Hả? Điên à? Lên mà chưa biết là ai mà với ai chưa xưng tên. Này, định thi luôn phần tài năng à? Đấy là em bình thường vẫn thế thôi. Ở nhà em như thế nào, lên đây em muốn nói nguyên như thế đã thi tố gì đâu. Muốn biết em là ai nhá, em không bình thường vắt, em chỉ tràn vào nhà vắt biết mặt em là ai ngay. Tóm lại tên là gì? Dạ em tên là Thoát, đệm là Hư Vô, họ em là Thông. Tóm lại tên em là Thông không Thoát. Dạ cởi bẩm Ngọc Hoàng, đây là Táo Thoát Nước ạ. Dạ vâng. Thảo nào, vừa vào đây là đã thấy bốc mùi rồi. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, đấy là tại môi trường làm việc của Táo Thoát Nước là toàn dưới cống ngầm, cho nên nó mới hữu xạ tự nhiên hương thế đấy. Dạ ngầm đúng là như thế ạ. Dạ đến giờ chân vẫn còn hăm, bởi vì ngâm nước cả năm vừa rồi, hôm nay bồi hồi, tay sờ vào ngực mà cứ ngỡ ngồi trên phao. Thôi, ông ơi, ông đừng ngồi trên phao nữa. Ông sắn quần lên, ông lội xuống đi. Này, ngươi hãy trình bày cho ta biết thân phận của mình đi, vì ngươi là Táo lạ. Dạ vâng ạ. Dạ bẩm tên của thần cũng đã nói lên tất cả. Thần là Táo Thoát Nước. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, thần phụ trách cái việc thoát nước ở dưới hạ giới, từ Bắc, Trung, Nam, chỗ nào cũng có địa bàn hoạt động của thần tất cả. Mọi năm thì chẳng ai nói đến thần làm gì cả, nhưng năm nay thì thần có một thành tích đột xuất, cho nên ai cũng phải nhắc tới thần ạ. Thế à? Dạ vâng ạ. Thành tích gì kể ta nghe. Dạ em xin báo cáo ngay bây giờ ạ. Vừa qua ta có trận lụt to quái ơ, bao nhiêu nước ở trên dồn xuống ơ, dưới cổng nghỉ ngầm đùn lên đây mấy bao ngày đêm. Nó lên Lạng Sơn rồi vơ. Đây là đợt tổng vệ sinh đột xuất ý ơ, bao con sông ngày xưa toàn bùn toàn rác ý ơ. Mưa lụt mỹ về dòng sông ý quần quần trôi. Già trẻ gái trai mừng vui khôn xiết nghi ơ, bao nhiêu tôm cùng cua và cá đùa nhau kéo về ơ, sông vào trong nhà mời anh cứ sơi tự nhiên. Ăn là không mất tiền là mình cứ ăn tự nhiên. Ăn mà không mất tiền thì mình cứ sơi tự nhiên. Anh sơi đi cho tôi xin. Thôi xin hay không xin ca lô lô cái gì vẫn còn à, còn chứ sao lại không nghe đây này anh em ơi. Anh em ơi.
la dô hầy. Ăn hò xong má rồi. Đúng đó. Ai mua thịt lợn dô ta dô hầy. Mà phải thịt lợn được bán vào hôm lũ. Dô ta dô hầy. Rất sạch sẽ mà lại tiệt trùng. Dô ta dô hầy. Thịt lợn chết trôi ở trên sông. Dô ta dô hầy. Lôi vào mổ rồi lại mang ra bán. Dô ta dô hầy. Lợn chết trường mà lại bán rất nhanh. Dô ta dô hầy. Hay dô ta là dô hầy. Ước mơ lớn của người thành phố. Dô ta dô hầy. Ta cứ mỗi tháng lại được lụt ra một lần. Dô ta dô. Này ơi. Ước mơ của ai hả? Ước mơ của ai mà mỗi tháng lụt một lần? Mà lụt một lần để làm gì? Ông ước thế à? Không phải tôi. Hẳn vô miền Trung rồi đó. Đúng đó. Chứ cha cậu con đi học đạo lý xưa nay đã thật truyền hàng trăm năm mới có dịp tái hiện. Trừ các ăn các chì, đứa con đi học tiền bằng ô tô, xe máy, phân khối lớn. Chứ đâu có được tình cảm bằng việc cha cổng con đi học như những ngày xưa đó. Chưa là về vấn đề văn hóa thể thao này. Vấn đề này hay lắm đấy Ngọc Hoàng ạ. Hãy ra răng. Ôi chú chú cha, chú cha bất ngờ ý. Chứ tranh thủ đợt lụ lụt vừa rồi, có biết bao nhiêu phường đã tổ chức cho anh em đua xuồng tự chế ngay giữa lòng đường. Ôi vui quá là vui. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, vui quá không chịu nổi. Ta biết ta biết. Hôm nọ có nhiều người vừa bơi vừa vớt bim bim, nghe nói thu nhập khá đó. Đúng đó, đúng đó. Dạ bẩm Ngọc Hoàng là cùng trình vì cái hôm nọ mà thần không thể nào về nhà nổi. Là bởi vì, dạ Ngọc Hoàng hãy nhìn xem. Chiều cường về thành phố, nước lũ sắp dâng ngập đường. Hắn vô trọng rồi. Còn đắp đê trong nhà, có hết chân lên giường mà sao nước vẫn không chịu ra. Bà con dắt nhau lên lầu mà sao nước vẫn cứ đuổi theo. Trời ơi hãy xem đi, lễ hội bắt cá trong ô tô và lễ hội kéo vó tôm giữa ngã tư đường phố. Đây là một kỳ tích cả trăm năm cũng không có được. Giả thư Ngọc Hoàng hãy nhìn xem, lễ hội bắt cá rô trong ô tô, có con nó chui cả vào trong ống bô bắt mãi mà không được. Tối đánh một con lô nhưng nó mãi không về. Buồn quá nhưng mà cũng chẳng thấm vào đâu. Em chả quan trọng lắm về cái việc không ăn lô ăn đè. Dạ em không buồn về chuyện ấy, nhưng em vui là nước ngập tuét tè le, ai biết đến em. Thế xưa quá, buồn quá. Ông nói cái gì đấy? Ông có biết cái đợt ngập vừa rồi biết bao nhiêu người khốn khổ khốn nạn như thế nào, mất nhà mất cửa, bao nhiêu người dân mất trắng ruộng vườn không, mà ông bảo là ông bảo ông vui sướng, ông ăn nói vô cảm như thế mà ông nghe được à? Có nhà anh nhạy cảm quá rồi lại bảo tôi vô cảm ấy. Này tôi nói cho anh biết, đấy là ý giời cả. Dạ mấy chục năm chả mưa trận to nào như thế. Dạ 40 năm mới mưa một trận to như thế. Thì đến thần đến ba đầu sáu tay, thì đến cụ thần cũng không thoát được. Thôi thôi, ngươi buồn cười. Ngươi là táo thoát nước, ngươi phải chịu trách nhiệm thoát nước. Lên đấy mà kêu ca, sao lại không? Lại nói đến cái hệ thống thoát nước của thần. Dạ biết bao nhiêu năm nay vẫn như thế, là chả có cải tiến xây dựng gì cả, vẫn thế. Ta có dự án cả triệu đô nhá, ngươi đừng nói là không có.
cải tiến triệu đô. Vâng. Thế tôi chả biết cái xe cải tiến chở 1 triệu đô của anh Nam Tào này nó đi về đâu, chứ đến đầu cống nhà em là không có. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, chưa kể đến cái mạng lưới thoát nước của thần là có biết bao nhiêu sông ngòi này, ao này, hồ đều bị các anh giao thông này, rồi các anh xây dựng, các anh bê tông hóa này, rồi các anh san lấp mặt bằng. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, mưa một trận như thế đã lụt chứ, dạ chỉ 5 năm nữa thôi đến nước tắm của người dân cũng lụt là cái chắc. Ôi trời, bẩm Ngọc Hoàng, đúng là anh con nước nói thế không được ạ. Ai đời lại ngập dành cả nước tắm lên thì làm sao mà chịu nổi. Còn cả anh nữa cơ. Vâng, dạ bẩm Ngọc Hoàng, các anh ấy dự báo thế nào chứ cứ dự báo cái kiểu này thì dạ bẩm Ngọc Hoàng cứ liên tục đưa thần vào thế bị động, không thể nào mà lường trước được ạ. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, thần đã cố gắng hết sức mình rồi ạ. Dạ nhân lực thì có hạn mà đầu tư cơ sở vật chất thì cũng chưa đâu vào đấy đâu, thần dự báo cố gắng lắm rồi. Dạ ở dưới hạ giới bây giờ người ta cũng chỉ tin có 50-50 thôi ạ. Ở dưới hạ giới bây giờ ra ngoài đường là người ta cứ làm quả sấp ngửa 50 ăn 50. Là cứ tung đồng xu trước khi ra khỏi nhà là sấp thì mưa mà ngửa thì nắng, mà nó quay lóng ngoắng thế nào ông chả báo có gió mùa. Được rồi, ông muốn dự báo chính xác 100% đi. Ông dự báo đấy. Được rồi, đứng vào đây tôi dự báo cho xem. Thưa quý vị và các bạn, xin mời quý vị và các bạn đến với phần dự báo thời tiết hôm qua và hôm kia. Ui giời ơi, tôi điên mất rồi. Sao? Hôm qua và hôm kia là 48 tiếng đồng hồ rồi, ai chẳng biết là nắng hay mưa, gió mùa, làm sao mà phải dự báo. Thế thì mới trúng 100% được. Thôi đi ông. Này, này cái... ta còn chưa hỏi ngươi đến cái vụ... Vụ gì? Nước thải sông Thị Vải đâu nhá. À, dạ bẩm Ngọc Hoàng, nếu mà nói về vụ nước thải sông Thị Vải ấy, thì chắc chắn là phải khen thần mới đúng. Ồ. Ồ cái gì? Này tôi cũng thải ra cái loại nước đen ngòm như thế thì công làm sao mà biết được môi trường nó bị ô nhiễm. Tôi thải tốt quá còn gì nữa, không đi đâu cả, chỉ có thải ra sông thôi. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, nhờ có thần thải đều, thải kín mà lượng thải là ngon lành như thế mà dòng sông nó đen ngòm nên mọi người mới biết là đấy là nó ô nhiễm. Thôi nhá. Này, về cái chuyện sông Thị Vải mà tôi đi sang năm ta sẽ tổ chức cho ngươi cả một hội thảo, lúc đấy giờ ngươi tha hồ mà nói, chứ còn hôm nay ấy mà sân khấu này là để dành cho cuộc thi hoa táo. Đúng. Thôi thi cái gì thì thi luôn đi. À, vâng, thi luôn đi. Để trở lại cuộc thi. À, xin thưa thần cùng với Ngọc Hoàng cùng với tất cả mọi người, dạ được biết anh Bắc Đẩu và anh Nam Tào đều là những hạt nhân văn nghệ của thiên đình, mời các anh lên đây yểm trợ. Hôm nay thần sẽ gửi tới tất cả mọi người một ca khúc mang tựa đề Lụt từ ngã tư đường phố. Nhờ trời cứ mưa chạt ngớt làm phố tôi nay ngập lụt, khi lúc tan tầm người và xe nối nhau bơi trên đường, nhìn cảnh toàn dân đua nhau bơi lội cứ như hội thi, bà con phấn khởi nay phố mát hơn mọi khi. Nhà nhà bắt cá từ nơi ngã tư này, hình ảnh của quê xa nay lại bỗng nhiên hiện ra. Ở giữa thủ đô sao hoa trắng lệ, đặt đá tung tăng bơi trên vỉa hè, qua nhịp xe qua nước cuộn sóng vô nhà ta. Tràn ngập khắp phố thuyền ghe nước trôi êm đềm, đèn dầu ta không lo cắt điện suốt bao ngày đêm. Rồi những chàng trai đua ghe giữa đường là nước trong xanh thêm sạch phố phường, từng trận mưa rơi trong ngàn ánh mắt yêu thương. Đài dự báo 3 ngày tới sẽ có mưa rơi khắp trời, nên biết bao người ngẩng đầu cao ngó lên mây ngóng đợi, chờ đợi ngày mai đi bơi đúng tại ngã tư này đây. Mà sao nắng lại tươi sáng ló sau ngàn cây. Đài dự báo lao làm răng lái cho siêu thị, tường trời còn mưa thêm, thiên hạ tích thêm đồ ăn. Thịt cá lạc rau bông dưng hết sạch, chào giá thật cao vẫn không ế hà. Dù trời không mưa cũng phải cố ăn cả năm. Làm nghề thoát nước chỉ mong có thêm ngập lụt, để lại con xin thêm mấy dự án 100.000 đô. Đường cống của ta vẫn đang còn hẹp, mưa bé mưa to phố ta cũng lụt, quà này muốn bơi sẽ là quán quân SEA Games.
Và trên ngã tư này đây, trong nắng mưa hay đêm ngày, ai biết công ngầm cài cao xong đã khoác hay chưa? Mặc kệ thành phố văn minh vẫn lụt mỗi khi trời mưa, chúng ta vẫn ngày ngày chờ đợi được bơi mỗi khi trời mưa. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, phần thi của thần đến đây là kết thúc. Dạ bây giờ thần xin phép ạ. Số báo danh bao nhiêu nhỉ? Dạ mọi người xin nhớ bình chọn cho em thông không thoát 08. Em thoát đấy. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang có mặt trong đêm chung kết cuộc thi Hoa Táo hôm nay tổ chức tại Thiên Đình. Dạ vâng, và chỉ còn ít phút nữa thôi thì là hệ thống bình chọn của chúng tôi sẽ khép lại. Xin mời quý vị hãy nhanh tay bình chọn cho những thí sinh mà mình yêu thích qua hệ thống tổng đài 7890 GQK. Vâng. Thưa quý vị và các bạn, ba thí sinh nhận được nhiều sự bình chọn của khán giả sẽ tiếp tục tranh giải ở phòng thi tiếp theo. Còn bây giờ chúng ta cùng hướng lên sân khấu để cùng xem các táo đang suy nghĩ, đang chăn trở, đang hồi hộp, lo lắng như thế nào. Vâng, xin mời. Kính thưa ban giám khảo, đến với cuộc thi Hoa Táo ngày hôm vấp lời. Kính thưa ban giám khảo, đến với cuộc thi Hoa Táo ngày hôm nay. Ngồi im, ngồi im đi. Bao năm qua loanh quanh trông bếp cho mọi nhà, người ta vẫn việc mà quên ngó đến ta. Nhưng sao mấy năm nay đến Tết không phải buộc về châu Âu lại còn được thi tao hoa khôi. Hôm nay ai cũng muốn có cơ may được làm hoa khôi, bởi thường đâu được lớn lắm quyết ăn thua. Màu đi căng già hay là hụt mỡ, nay đi thi tiếc tiền làm chi. Năm anh em ta lùi thui trong bếp, giờ ta lóe sáng cho thế gian thấy ta biết chơi. Cánh tay lên đi thôi, giây phút ta thể hiện đến giờ hồi hộp như lúc mong lượng. Hôm nay ta đi thi mục đích là được tiền về nuôi con. Còn việc thì ta đấy quan tâm. Bao năm ta đã báo cáo còn gì, giờ là vui chơi mặc kệ bao việc chất đông cứ đi đi. Bao công căng ra bao tiền hụt mỡ, quá đau thằng đang lên cao ra điện ân thế lấy tiền đâu. Nên hôm nay đi thì không chịu tay trắng, giờ ta loe xa tâm kiếm thêm tí cơm. Anh ơi, em đùa hết chúng nó ra đây rồi. Này, sang năm thi thì thấy chết nào luộm 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 luộm. Này, một đằng thi khán đằng đây một cười nhỉ, mắt thế. Ai mà biết cười nhỉ? Xong rồi đấy. Thưa quý vị và các bạn, một tràng vỗ tay nữa dành cho các thí sinh. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Và trên tay tôi giờ đã có kết quả, hẳn là quý vị và các bạn đang rất hồi hộp. Vâng, chúng tôi sẽ thông báo luôn. Vâng, chúng ta sẽ lựa chọn ra 3 táo xuất sắc nhất để lọt vào phần thi ứng xử. Táo thứ nhất đó là táo kinh tế.
Xin mời táo kinh tế đứng về vị trí của mình. Và chắc hẳn các táo cũng đang rất hồi hộp. Vâng. Và tôi xin đọc luôn táo thứ hai, đó chính là táo thoát nước. Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn quý vị và các bạn đã thấy các táo đang nắm tay nhau thể hiện tinh thần đoàn kết đúng với tiêu chí của cuộc thi, đó chính là giao lưu học hỏi là chính. Tuy nhiên chúng tôi vẫn tinh ý nhận ra một số ánh mắt của các táo vẫn lóe lên sự khao khát giành chiến thắng vào vương miện hoa táo. Vâng, đã có một vài táo đã tái mặt đi vì bị táo khác bóp tay. Vâng, nhưng không sao, cuộc thi vẫn là cuộc thi. Và thưa quý vị và các bạn, chỉ còn một táo nữa thôi. Cho phép tôi công bố luôn. Xin mời Gia Cát Dự. Xin mời Gia Cát Dự đứng ở đây, đây không có tên trong các táo. Xin mời anh, hết sức thông cảm. Vâng, như vậy là có rất nhiều điều bất ngờ. Thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ chúng ta có thể nhận thấy hai táo đã lọt vào phần thi ứng xử, đó là táo kinh tế và táo thoát nước. Hai táo là nam giới và chắc hẳn ban giám khảo cũng như quý vị khán giả luôn tìm thấy một sự cân bằng nhất, hợp lý nhất khi lựa chọn. Đúng rồi, cỗ nào chẳng có thịt gà, đàn ông phải có đàn bà nó mới vui. Đúng rồi. Vâng, xin mời. Dạ, hãy đứng vào đúng vị trí của mình nhé. Không nên nóng vội quá như thế. Chỉ còn một táo cuối cùng, và tôi xin công bố, đó chính là táo giao thông. Thưa quý vị và các bạn, như vậy chúng ta có thể thấy cỗ nào cũng có thịt gà, đàn ông không có đàn bà vẫn vui. Vâng, xin mời táo giao thông. Xin mời các táo hết sức bình tĩnh. Và bây giờ sẽ đến phần thi ứng xử. Tôi xin mời táo kinh tế. Xin hỏi cảm nghĩ của anh thế nào? Anh có hồi hộp không ạ? Dạ quá hồi hộp ạ. Câu hỏi của anh như sau. Dạ. Anh hãy cho biết suy nghĩ của anh về nền nông nghiệp hiện nay với vấn đề an ninh lương thực. Anh có 3 phút để trả lời. Tưởng bốc vào câu gì về kinh tế vĩ mô vĩ miết ai ngờ lại lương thực thế này. Anh có cần phải nhắc lại câu hỏi không ạ? Dạ thôi ạ, em xin trả lời ngay ạ. Kính thưa ban giám khảo, kính thưa tất cả quý vị khán giả, thứ nhất là em thấy câu hỏi này rất là hay. Câu hỏi này là cực hay ạ. Em đã thi qua nhiều hoa hậu rồi, ví dụ như là hoa hậu xã, hoa hậu phường, rồi đến hoa hậu thành, rồi đến hoa hậu tỉnh. Nhiều hoa hậu nhưng em chưa thấy bao giờ có câu hỏi nào hay như thế này ạ. Anh vẫn còn... Anh cứ còn 2 phút nữa. Vâng, 2 phút. Dạ. Như quý vị đã thấy, trên thế giới vẫn còn nhiều nước đang xảy ra chiến tranh. Chính vì có chiến tranh cho nên là nguồn lương thực bị cạn kiệt. Nguồn lương thực cạn kiệt thì vậy người nông dân phải làm gì? Dạ thì tiếp theo em xin trả lời tiếp ạ. Dạ, ví dụ như ở nước ta thì vừa rồi ta đã giải quyết xong rừng đầu nguồn. Chính vì vậy là năm nào cũng có bão lụt. Bão lụt nhiều thì nguồn lương thực bị cạn kiệt. Chính vì vậy người nông dân phải làm gì? Dạ, em xin hết ạ. Dạ vâng. Bạn vẫn còn 1 phút ạ. Anh vẫn còn 1 phút nữa. Vâng. Vậy theo anh thì người nông dân phải làm gì? Người nông dân phải làm gì? Thì anh đi hỏi người nông dân ạ. Cô chưa có chứ đâu.
Vâng, thưa quý vị, như chúng tôi đã nói, bởi vì cuộc thi được tổ chức trên trời cho nên có rất nhiều điều trên trời. Bây giờ sẽ là táo tiếp theo. Xin mời táo thoát nước. Vâng, bạn hãy bình tĩnh ạ. Câu hỏi của bạn như sau. Xin bạn hãy cho biết về vai trò của nước đối với cuộc sống xã hội hiện nay. 3 phút bắt đầu. Anh cứ bình tĩnh, anh cứ bình tĩnh. Em Mệnh Thủy lại bốc đúng câu hỏi về nước. Kính thưa ban giám khảo, kính thưa hội đồng chấm thi, thưa toàn thể các táo. Ai cũng biết nước là nguồn sống của chúng ta. Ngày xưa thì các cụ vẫn nói rằng là nhất thủy nhì hỏa. Còn các nhà khoa học bây giờ thì vẫn nói rằng là ở trên mặt trăng, trên sao hỏa cũng có dấu hiệu của nước. Trong ngũ hành tương sinh tương khắc thì nước bao giờ cũng nằm ở giữa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thì nước bao giờ cũng là nhân tố chính. Nước chính ở giữa, bởi vậy nước cực kỳ quan trọng. Chính vì thế mà đã có rất nhiều cặp vợ chồng đã đặt tên con là Thủy. Em xin hết ạ. Quý vị thấy đấy, vô cùng ấn tượng. Vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh thứ 3, cũng là thí sinh cuối cùng trong phần thi ứng xử hôm nay của chúng ta. Chắc hẳn là... Vâng, anh đang rất hồi hộp. Xin mời. Dạ vâng. Dạ. Tôi xin đọc luôn câu hỏi của anh ạ. Nếu trở thành hoa hậu đêm nay, bạn sẽ làm gì? Thời gian 3 phút. Kính thưa bạn giám đốc. Kính thưa ban giám khảo, kính thưa các quý vị đại biểu, nếu em giành được ngôi cao nhất trong cuộc thi hoa táo đêm nay, lời đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ba mẹ em, người đã có công sinh thành dưỡng dục, giáo dục em được như ngày hôm nay. Con nhớ ba mẹ lắm. Con yêu ba mẹ lắm. Hai đứa. Anh bình tĩnh. Anh chỉ có 3 phút thôi ạ. Tiếp theo em xin cảm ơn ban giám khảo đã bỏ bê công việc suốt ngày săm soi nhằm ngó bọn em để tìm ra được người xứng đáng nhất trong cuộc thi này. Em xin cảm ơn các bạn nam nữ thanh niên, bạn bè gần xa, họ hàng nội ngoại đã đến tham dự động viên trong lúc tan ra bối rối. Trong lúc biểu diễn, nếu có gì sơ suất xin được lượng thứ. Em cũng xin cảm ơn các phóng viên báo đài, các phóng viên truyền hình đã đến viết bài đưa tin về cuộc thi của bọn em. Và cuối cùng xin cảm ơn các nhà tài trợ, ban tổ chức đã góp một số tiền lớn để chúng em có mặt trong sân chơi đầy quyến rũ này. Nếu giành được ngôi cao nhất, em xin tu thân tích đức. Em xin ủng hộ các loại quỹ. Trước tiên là quỹ của dì em 10 triệu đồng. Quỹ của ông ngoại em 10 triệu đồng. Và xin ủng hộ cho toàn thể gia đình em 50 triệu đồng. Thưa anh, ba mẹ ơi, con yêu ba mẹ lắm, I love you. Anh ơi, nhưng đấy là nếu như anh trở thành hoa táo, anh giành được vương miện, nhưng hiện nay thì chưa. Vâng, sao anh lo toan chu đáo thế? Vâng, nhưng cảm xúc của em nó bột phát ra như vậy, xin cảm ơn, I love you. Anh đi thẳng vào vấn đề chính. Vâng, đi thẳng rồi, em nói hết thì không còn gì để nói nữa. Vâng, cảm ơn anh ạ. Vâng, cảm ơn. Vâng, vừa rồi là phần trả lời của thí sinh mang số 3. Ba mẹ ơi, con yêu ba mẹ lắm, I love you. Vâng, ra đúng như anh Nam Tào đã từng nói là cuộc thi tổ chức trên trời cho nên cũng có rất nhiều điều rất trên trời. Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là ba táo đã đến với phần thi của mình. Chúng ta đã kết thúc phần thi ứng xử. Vâng. Quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, ngoài hoàn thiện vẻ đẹp về trí tuệ, vâng, chúng ta còn phải hoàn thiện về vẻ đẹp, về thể chất. Đúng ạ. Mà phần thi này thì trong bất kỳ một cuộc thi hoa hậu nào cũng đều có cả. Đó chính là phần phi áo tắm ạ. Bỏ rồi. Vừa quyết bỏ xong, không tin vọng rồi. Nhưng mà thể lệ nó thế. Không phải bỏ rồi, chỉnh sửa rồi.
Ông đứng đây nhá. À, dạ các thí sinh hết sức bình tĩnh ạ. Vâng, có bẩm, dạ bẩm Ngọc Hoàng ơi. Ta xin có mấy lời nói với các thí sinh. Ta rất vui mừng hôm nay ta được tình cờ bầu làm trưởng ban giám khảo cuộc thi Hoa Táo. Ta thấy các phần thi, các táo biểu diễn rất bài bản, chuyên nghiệp. Và phần thi ứng xử, tuy các câu trả lời còn phải đi đường vòng để né tránh các vấn đề nhạy cảm, nhưng bù lại các thí sinh ăn nói lưu loát, trôi chảy, sinh động và hóm hình, có vẻ phần nào đi vào lòng người nghe. Không có táo nào xấu, chỉ có táo chưa trọn vẹn. Vấn đề là ở chỗ có biết tự hoàn thiện mình hay không. Vì vậy cuộc thi hôm nay ta sẽ không trao cho một táo nào làm hoa táo cả. Dù không ai được chọn làm hoa táo, nhưng ta chắc rằng sau cuộc thi này các táo sẽ trở thành người của công chúng, sẽ phải có mặt ở những nơi công cộng, xuất hiện ở trên những mặt báo, tạp chí, rồi truyền hình. Vì vậy ta mong các táo giữ gìn phẩm chất đạo đức, hãy trau dồi nghề nghiệp để đưa đất nước ta trường tồn, không làm ảnh hưởng đến uy tín của thiên đình ta. Giờ khắc cuối năm đã điểm, ta muốn các táo cùng ta hướng về năm mới với hy vọng thành công nhiều hơn nữa. Chào đón năm châu, ta ước mong chào đón năm châu, mong sao nhà vững nước giàu dân vui. Kinh tế phải nhớ kích cầu vĩ mô, phải nhớ kích cầu thủy, duy trì tăng trưởng nhớ ghi y trong đầu. Ổn định vĩ mô đừng có quên, ổn định vĩ mô ý, kiềm chế làm nì phát cho dân nì bớt nghèo ý. Lội từ đây chấm dứt ngay, lụt lội từ đây nước thải xử lý cho thành sạch trong tình tình tàn tình. À, trong quá là trong. Dự báo từ này, xin hứa dự báo từ này, tập trung nghiên cứu định hướng kịp thời tình tình tàn tình. À, trời quá là trời. Chí thú tăng gia, nông dân chí thú tăng gia, bốn mùa tươi tốt, nhà nhà ấm no, tình tính tàn tình. À, ngọt quá là ngọt. Giảm tắc giao thông từ đây, giảm tắc giao thông, không còn tai nạn, người người ngóng trông, tình tình tàn tình. À, không quá là không. Công hiến vì dân, điện lực tôi công hiến vì dân, không
từ đây, xin lo y tế từ đây, an toàn thực phẩm, dân mình an sinh, tình tình tạm tình. À, xin quá là xin. Nhanh chóng trở nên dườm già, cho ngày mai phát triển thôn hoa. Hoa 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 hoa. Phải nên tiết kiệm nhiều hơn, các khanh phải nhớ mình đang còn nghèo, chớ tiêu hoang cho lúc đói mèo. Mèo 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 mèo. Tiếng gáy báo hiệu năm mới đang về. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, năm qua dưới hạ giới có nhiều biến động, đặc biệt là về kinh tế. Vậy mà các táo vẫn sánh vai sánh bước bên nhau, dạ cùng lo lắng để giữ cho thiên đình của ta vẫn còn ổn định như bây giờ. Dạ thần nghĩ là đây cũng là lúc Ngọc Hoàng nên thưởng cho các táo cho kịp thời. Dạ đúng đấy ạ. Có. Dạ. Ta thưởng chứ. Này, ta sẽ thưởng cho các khanh một chuyến du xuân. Thank you.
nhiệt cho các nghệ sĩ tham gia chương trình hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn nữa thôi, chúng ta sẽ cùng đón chào năm mới. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ đã nói thay cho chúng ta những ước mơ, những hy vọng và niềm tin. Chúng ta sẽ cùng đón một năm mới trong bình an và may mắn. Chương trình Gặp Nhau Cuối Năm Xuân 2009 xin được kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Xin được chúc mừng năm mới!